Trong ngày tập huấn hôm nay thì nội dung tập huấn gồm có 4 vấn đề. Thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu khái quát về chương trình môn tiếng Việt, tại sao một chương trình và nhiều bộ sách. Các bộ sách sẽ có nhiều điểm rất khác nhau, vậy thì chúng ta phải hiểu cái chương trình để sử dụng sách một cách dễ dàng hơn, cũng như là có thể tham khảo các bộ sách khác một cách thuận tiện hơn. Thứ hai, tôi sẽ giới thiệu về sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 5. Đây là cái nội dung chính để các thầy cô nắm được nội dung cũng như là phương pháp dạy học, cũng như là những cái điểm mới so với lại sách giáo khoa tiếng Việt năm chương trình 2000. Thứ ba là tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cái cách thức chúng ta triển khai các mạch nội dung cũng như là dạy từng mạch nội dung ở trong sách. Và cuối cùng là hướng dẫn một chút về đánh giá kết quả giáo dục ở môn tiếng Việt. Thời gian ấy thì dự kiến là như thế này, nhưng mà chúng ta biết là không, nó sẽ du di, tức là khoảng 1 tiếng đầu thì tôi sẽ giới thiệu khái quát về chương trình và sách giáo khoa nói chung, sách giáo khoa tiếng Việt 5 năm nói chung, sau đó sẽ đi vào hướng dẫn dạy đọc. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 15 phút, sau đó sẽ nói về những cái điểm mới trong dạy kiến thức tiếng Việt, tức là nằm ở cái mạch luyện từ và câu. Sau đó chúng ta sẽ xem video video một cái bài minh họa luyện từ và câu, đó là cái bài đại từ, là cái bài có nhiều điểm mới so với trước đây, và chúng ta sẽ chia sẻ thảo luận một chút thì dừng buổi sáng là như vậy. Như vậy buổi sáng chúng ta sẽ nghiên cứu về đọc và luyện từ và câu. Buổi chiều chúng ta sẽ nghiên cứu về dạy học cái mạch viết mà trước đây chúng ta gọi là tập làm văn. Sau đó chúng ta sẽ xem video một cái tiết dạy minh họa, một cái kiểu bài mới không có trong chương trình sách giáo khoa 2000. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 15 phút, rồi vào chúng ta sẽ chia sẻ về cái nội dung phương pháp dạy nói và nghe và hướng dẫn đánh giá kết quả giáo dục ở môn tiếng Việt. Bây giờ tôi xin giới thiệu vấn đề thứ nhất là những cái điểm chung, những cái điểm mới về chương trình môn tiếng Việt thuộc cái chương trình 2018. Thì các thầy cô cũng nghe nói nhiều theo học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 và bây giờ lên lớp 5 ấy, thì đều hiểu rằng là tất cả các môn học đều góp phần giúp học sinh hình thành 5 phẩm chất chủ yếu. Trên màn hình đã hiện ra rồi, tôi không nhắc lại nữa. Và thứ hai là hình thành cho các em 3 năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, và năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thì đây là 5 phẩm chất và ba năng lực chung ấy, môn nào cũng hướng đến hình thành và phát triển ở học sinh. Nhưng môn tiếng Việt có một nhiệm vụ riêng và cũng là nhiệm vụ chính, đó là phát triển ở các em năng lực đặc thù của môn tiếng Việt hay là môn ngữ văn nói chung, đó là năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học. Nhưng rất may, cái biểu hiện của năng lực các em có năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học đến đâu đều được thể hiện qua cái việc các em đọc, viết, nói và nghe như thế nào. Cho nên nội dung dạy học cũng tập trung vào việc dạy các em các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Tôi so sánh một chút điểm mới giữa chương trình 2006 với lại chương trình môn tiếng Việt 2018. 2006 thì thực ra là nó là giai đoạn hoàn thiện chương trình, còn chúng ta đã thực hiện, chúng ta gọi là chương trình 2000, chương trình và sách giáo khoa 2000. Nhìn chung về mục tiêu hay là các mạch nội dung của cái chương trình cũng như sách giáo khoa 2006 ấy, hay là chương trình 2000, sách giáo khoa 2000 ấy, thì vẫn chú trọng phát triển các kỹ năng đọc viết nói nghe, nhưng vẫn còn chú trọng cả cái việc là cung cấp kiến thức, kiểm tra kiến thức các em, cho nên nó vẫn hơi có tính hàn lâm và hơi gợi cái cảm giác là nặng nề. Vì vậy chúng ta đã có nhiều cái lần phải có cái cuộc là giảm tải, đúng không? Giả soát để giảm tải chương trình và giảm tải nội dung dạy học. Thế hai chương trình 2018 tại sao phải biên soạn thì chính là khắc phục những cái hạn chế của chương trình 2000 hay là chương trình 2006, đó là sẽ chú trọng phát triển năng lực người học, phẩm chất và năng lực người học, mà môn này là năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, cụ thể là qua các mạch đọc viết nói nghe. Thế thì cái kiến thức tiếng Việt vẫn phải dạy để các em đọc viết nói nghe một cách tự tin, nhưng mà sẽ có cách tiếp cận khác, dạy nhẹ nhàng hơn, và nó vẫn chú trọng cái việc là vận dụng cái kiến thức ấy trong đọc viết nói nghe như thế nào, chứ không phải là các em phải hiểu
một cách chính xác những cái kiến thức hàn lâm. Trên màn hình các thầy cô sẽ thấy chúng tôi giới thiệu dần cái nội dung dạy học kiến thức tiếng Việt, gọi là chương trình sách giáo khoa 2000 hay là khai thương 2006 đấy. Thì các thầy cô thấy rất là rõ những cái điều này. Ví dụ là học về cấu tạo của vần, rồi học về vốn từ, rồi cũng cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài, rồi từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, đại từ xưng hô, quan hệ từ, câu đơn và câu ghép, rồi liên kết câu, rồi cái biện pháp so sánh nhân hóa. Thực ra biện pháp so sánh nhân hóa học ở lớp 3, nhưng trong chương trình vẫn nhấn mạnh là các em nhận biết, cảm thụ được cái hay, cái đẹp của việc, của bài văn, câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh. Và các em vận dụng được là trong nói và viết sử dụng được biện pháp so sánh nhân hóa này. Rồi các em được học dấu chấm, dấu các dấu câu như trên màn hình. Thế còn chương trình tiếng Việt 2018 ở lớp 5 thì có điểm nào là giống và điểm nào là có sự khác biệt thì mời các thầy cô nhìn trên màn hình. Thứ nhất, cái điểm giống thì nó sẽ được thể hiện trên chữ màu đen ạ. Vẫn mở rộng vốn từ ạ. Vẫn cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài ạ. Từ nhiều nghĩa thì bây giờ gọi là từ đa nghĩa. Vẫn học từ đồng nghĩa. Không học từ trái nghĩa, không học từ đồng âm nữa, bởi vì cái từ trái nghĩa sẽ được học, các em đã được học ở lớp 3 rồi. Các em được nhận biết từ có nghĩa trái ngược nhau và từ có nghĩa giống nhau rồi. Thế thì đã được học dập dạp ở lớp 3 rồi. Và từ trái nghĩa thì nó khá là dễ, cho nên chương trình lớp 5 không lặp lại nữa. Không học từ đồng âm các thầy cô nhé. Không học từ đồng âm. Nhưng các em vẫn được hiểu về cái từ đồng âm khi ở những cái bài mở rộng vốn từ ấy. Những cái bài mở rộng vốn từ vẫn đưa ra những cái từ Hán Việt, những cái từ có yếu tố Hán Việt, và trong đó có liên quan đến từ đồng âm. Thế còn một nội dung mới ở bên chương trình 2018 đó là dạy các em sử dụng từ điển. Nhưng cái việc sử dụng từ điển các em đã được dạy từ lớp 4 rồi, cho nên lớp 5 tiếp tục củng cố, nâng cao hơn một chút. Đại từ vẫn học, nhưng nếu như chương trình 2000 chỉ nói đến đại từ xưng hô thì chương trình mới đã dạy các em là thêm đại từ thay thế và đại từ nghi vấn. Quan hệ từ ở chương trình 2000 thì đến chương trình mới sẽ gọi là kết từ. Nó chỉ thay đổi tên gọi thôi, còn nội hàm vẫn thế. Rồi các em cũng vẫn học câu đơn và câu ghép, vẫn học liên kết câu với ba cái biện pháp là lặp từ ngữ, rồi sử dụng từ ngữ nối hay là sử dụng từ ngữ thay thế. Rồi học biện pháp điệp từ, điệp ngữ là nội dung mới. Đấy, chúng ta thấy sử dụng từ điển, biện pháp điệp từ, điệp ngữ là nội dung mới ở chương trình lớp 5 so với chương trình 2 cũ ạ. Rồi các em học dấu gạch ngang thì các thầy cô thấy là không phải là lớp 5 mà học ít dấu câu, bởi vì là các dấu câu ấy các em đã đều được học từ lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi. Có những cái dấu, mỗi dấu câu nó có rất nhiều công dụng. Thế thì cũng chia đều ra là những một số công dụng thì học ở lớp 3, một số công dụng học lớp 4 và một số công dụng học lớp 5. Một số dấu câu đã được học ở trước rồi thì không học lại nữa, mà các em sẽ được luyện tập trong viết hay là trong làm những bài tập khác. Một nội dung mới thứ ba của chương trình 2018 đó là các em được học viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. Thì đấy là chúng ta thấy là so với chương trình 2000 thì chương trình 2018 chỉ ở lớp 5 chỉ có 3 nội dung mới thôi, sử dụng từ điển mà lại được luyện từ lớp 4 rồi, biện pháp điệp từ, điệp ngữ và viết hoa danh từ chung thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. Và nhìn về số lượng thì chúng ta thấy là có vẻ là ít đi. Lại không đầy ăn. À, còn một cái nội dung nữa là phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ thì thực ra gọi là mới cũng không hoàn toàn. Chúng ta thấy là chương trình sách giáo khoa cũ thì các em vẫn có gì ạ? Bên cạnh tiếp thu thông tin, nội dung bằng kênh chữ thì vẫn có kênh hình này, vẫn có bảng biểu này, vẫn có số liệu này. Thế nhưng ở sách giáo khoa và chương trình 2018 thì chú trọng hơn gọi là phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ, hay là các em được tiếp cận
nhiều hơn với cái loại văn bản đa phương thức, tức là gì ạ? Đọc không phải chỉ lấy thông tin từ kênh chữ mà các em phải quan sát tranh, quan sát bảng biểu, rồi là số liệu nữa. Thế cũng như là không phải chỉ quan sát trong tiếp nhận, các em tạo lập, các em cũng được luyện tập là gì ạ? Không phải tôi chỉ trả lời câu hỏi bằng cái ngôn ngữ nói hay viết, mà các em có thể kết hợp sử dụng tranh ảnh, số liệu, rồi cái phương tiện dạy học hiện đại các em cũng được sử dụng để có thể là trình chiếu nữa. Về so sánh nội dung viết thì chúng ta sẽ thấy là có khá nhiều điểm khác biệt so với trước đây. Nếu như cả chương trình 2000 ấy, từ lớp 1 đến lớp 5 ấy, thì các em chủ yếu được luyện về gì ạ? Xin lỗi, tôi nói về cái kỹ thuật viết ấy. Thì các em đều được viết chính tả đoạn văn đoạn thơ này, rồi viết lớp 5 thì viết bài văn tả cảnh, rồi tả người này, viết báo cáo thống kê này, làm đơn này, viết biên bản chương trình hoạt động, viết đối thoại rồi ôn vân vân. Thế thì cái nội dung viết ở lớp ở chương trình 2000 ấy thì chủ yếu là văn kể chuyện và miêu tả. Thế nhưng mà đến chương trình 2018 thì nội dung viết có thể là nói là có nhiều thay đổi nhất. Đấy, ví dụ về kể chuyện ấy thì không phải là các em viết được đoạn văn bài văn kể lại một câu chuyện đã nghe đã đọc, mà các em còn được luyện là gì ạ? Kể chuyện sáng tạo, cũng như là trước đây thì các em được viết bài đoạn văn tưởng tượng rồi. Thế rồi là các em được viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc. Trước đây người ta thấy viết bài văn kể chuyện sau đó cũng có câu nêu tình cảm cảm xúc, hay là viết bài văn miêu tả bất cứ cái gì cũng có những cái câu để nêu tình cảm cảm xúc. Nhưng ở chương trình mới từ lớp 2 cho đến lớp 5 các em được viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc. Cả cái đoạn đấy trọng tâm kiểu bài là viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc, mà đến lớp cấp 2 người ta gọi là văn biểu cảm. Rồi một kiểu bài nữa mới đó là các em được viết đoạn văn nêu lý do vì sao tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, một sự việc nào đó. Đấy là cũng là nội dung mới. Điều này chúng ta thấy nó là gì ạ? Những viên gạch đầu tiên dạy cho các em tư duy cũng như là tạo lập ngôn bản, nghị luận mà các em sẽ được học ở cấp 2. Rồi các em được viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình. Em được viết báo cáo công việc, chương trình hoạt động. Chúng ta thấy là tất cả những cái nội dung được viết, được học ở chương trình 2000 thì đều có trong chương trình 2018. Ngoài ra, chương trình và sách giáo khoa 2018 thì có thêm những cái nội dung yêu cầu mới về viết như thế nữa. Chúng tôi gửi đưa lên màn hình để các thầy cô thấy rằng là không, thầy cô dạy lớp 5 không phải lo lắng một chút nào trong việc dạy học cái viết cũng như là tất cả các mạch khác. Vì sao? Là cái nội dung dạy viết chẳng hạn nhé, nó được cấu tạo theo kiểu xoáy chôn ốc. Hầu như tất cả các kiểu bài học ở lớp 5 các em đều được tập dượt, luyện tập, thực hành và viết ở lớp 2, 3, 4 rồi. Đây tôi chỉ thống kê lớp 4 thôi, thì các thầy cô cũng sẽ thấy là hầu hết các em đã đều được viết rồi. Ví dụ ở lớp 5 có yêu cầu viết bài văn kể lại câu chuyện sáng tạo, thì ở lớp 4 các em được viết đoạn văn tưởng tượng. Đoạn văn tưởng tượng dựa trên một câu chuyện đã nghe đã đọc thì cũng chính là gì ạ? Là viết sáng tạo. Các em nghĩ thêm, các em bổ sung thêm cho cái đoạn truyện ấy nó sinh động hơn, thêm chi tiết, thêm lời thoại vân vân. Các em đã được viết đoạn văn tưởng tượng ở lớp 4. Đến lớp 5 thực ra vẫn là đoạn văn tưởng tượng, nhưng nó nâng cấp lên đó là viết bài văn, cả một bài văn. Thì các em có quyền thêm nhiều chi tiết ở nhiều những cái đoạn khác nhau trong cái bài văn đấy. Rồi cũng vẫn thế, viết bài văn tả người, tả phong cảnh thì ở các lớp 2, 3, 4 các em đã tả đồ vật, tả con vật, tả cây cối rồi. Viết đoạn văn nêu lý do tán thành hoặc hẳn phản đối một sự việc ấy thì ở những cái lớp trước ấy các em đã được được viết cái đoạn văn nêu lý do vì sao thích hay không thích một gì ạ, một câu chuyện, một nhân vật vân vân rồi. Đó, thế rồi các em được học thêm là viết đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn truyện, một cuốn sách hoặc một bộ phim hoạt hình.
Đó thì đấy là những cái điểm mới. Nhưng tôi như tôi nói là hầu như tất cả các kiểu bài các em đều tập dượt ở các lớp trước rồi, cho nên các thầy cô lớp 5 không lo lắng, mà hãy để các em tự tự thực hiện, sau đó sai đâu chúng ta sẽ uốn nắn. Tóm lại là chúng ta sẽ thấy là qua so sánh thì chúng ta thấy là chương trình hay là sách giáo khoa mới không hề khó hơn so với lại chương trình sách giáo khoa cũ, mà thực ra thì lại là nghiêng về cái việc là gì ạ? Tạo cơ hội cho học sinh thực hành. Bằng con đường thực hành thì các em mới có thể là gì ạ? Thành thục được, mới có kỹ năng, mới có năng lực được. Vì là năng lực được đo bằng việc là tạo ra sản phẩm, anh làm cái việc đấy như thế nào. Rồi cái cách dạy thì nó có cái sự xoáy chôn ốc, đúng không? Lặp lại và kết nối tích hợp, cho nên nó sẽ không khó. Và đây cũng là cái kết quả của cái việc là nhóm tác giả cũng vận dụng học tập những cái điểm mới, những cái tính ưu việt của những cái bộ sách của các nước phát triển. Về đánh giá kết quả giáo dục thì chương trình cũng nêu rõ là sẽ đánh giá cái phẩm chất và năng lực của học sinh kia sau cái sự tiến bộ của các em trong quá trình học tập. Vì vậy chú trọng cái đánh giá quá trình, thì cái điều này đổi mới đánh giá cũng được đề cập lâu nay rồi, ngay khi chúng ta đã học theo chương trình và sách giáo khoa 2000 thì bây giờ vẫn tiếp tục cái điều đó. Chúng ta sẽ thấy là có chương trình tổng thể, có chương trình môn học, rồi có sách giáo khoa, thì bất kỳ chương trình hay là sách giáo khoa thì đều nêu rõ mục tiêu, nội dung giáo dục và cái phương pháp giáo dục cũng như phương pháp đánh giá có sự kết nối và thống nhất chặt chẽ. Bây giờ tôi xin giới thiệu đến cái phần thứ hai. Cái thời gian có chỗ nào để cô nhìn lên nhỉ? Mọi lần cô thấy hiện lên màn hình mà. Thứ nhất tôi nói về quan điểm biên soạn sách thì như các thầy cô biết là sách lớp 5 vẫn tiếp tục cái quan điểm biên soạn sách của cả bộ sách môn tiếng Việt của bộ kết nối này. Thứ nhất là được biên soạn theo mô hình sách dạy tiếng hiện đại này. Thứ hai là các nội dung kết nối với nhau chặt chẽ. Như tôi nói là không phải là mới toanh, bởi nhưng mà nó sẽ làm cái những cái điều này rõ nét hơn, cái tính hiện đại cũng rõ nét hơn, và cái tính tích hợp sự kết nối trong nội dung dạy học của môn tiếng Việt rõ nét hơn so với trước đây. Và đặc biệt là chú trọng việc dạy kiến thức tiếng Việt theo quan điểm chức năng, nó làm cho môn tiếng Việt này bớt tính hàn lâm đi. Hạn chế tối đa tính hàn lâm, và kiến thức không khai thác ở cái việc là kiến thức máy móc độ chính xác, mà hoàn toàn là gì ạ? Vận dụng nó trong nói và viết như thế nào. Thế thì biểu hiện của mô hình sách giáo khoa hiện đại là được thể hiện như thế nào? Thì trước hết nó được thể hiện theo là việc chú trọng dạy các kỹ năng ngôn ngữ. Thì các thầy cô sẽ thấy không còn gọi tên các phân môn nữa, không phải giờ tập đọc kể chuyện hay là tập làm văn như trước đây nữa, mà sẽ gọi tên kỹ năng. Đây là giờ giờ học kỹ năng đọc, kỹ năng viết hay kỹ năng nói và nghe. Còn luyện từ và câu chúng ta cũng vẫn giữ cái tên luyện từ và câu, vì nó khá thể hiện được cái việc là gì ạ? Rèn luyện kỹ năng chứ không phải là học cái kiến thức hàn lâm. Nhìn trên màn hình các thầy cô sẽ thấy đây là mục lục sách. Tôi trích ra cái tuần 1 và tuần 2. Cột thứ nhất là cột tuần, cột thứ hai là bài, cột thứ ba là nội dung. Thế thì các thầy cô nhìn thấy rất dễ để hiểu là tuần 1 có mấy bài, mỗi bài học những kỹ năng kiến thức gì. Đấy, ví dụ ở tuần 1 chúng ta thấy có hai bài, bài 1, bài 2, tuần 2 tiếp tục bài 3, bài 4. Bài 1 chúng ta sẽ thấy là có đọc, có luyện từ và câu và viết. Bài thứ hai có đọc, có viết và có đọc mở rộng. Đến cái tuần 2 này thì nó vẫn như thế, nhưng ở cái đọc mở rộng thì chuyển thành nói và nghe. Như vậy chúng ta sẽ thấy đọc mở rộng và nói và nghe luân phiên với nhau. Tức là cứ 2 tuần thì có một tiết đọc mở rộng và một tiết nói và nghe. Tôi vẫn giới thiệu sơ qua đã, lát nữa chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về cấu trúc các bài học. Cái mô hình sách giáo khoa hiện đại nó sẽ được thể hiện là cái tổ chức nội dung dạy học theo các kỹ năng
tức kỹ năng ngôn ngữ, đọc, viết, nói và nghe, điện từ và câu. Các thầy cô sẽ nhìn thấy cái ribbon ở góc trái của trang sách là đọc này, luyện từ và câu này, viết. Thì đây là 3 tiết của bài thứ nhất trong một tuần. Đây là chúng ta lại thấy có đọc này, có viết này, có đọc mở rộng. Thì đây là bài học thứ hai của cái tuần thứ nhất đấy. Tức là gì? Một tuần có 2 bài thì bài thứ nhất sẽ học trong 3 tiết và bài thứ hai sẽ học trong 4 tiết. Và chúng ta thấy là gọi tên hoàn toàn bằng cái gì ạ? Tên của các kỹ năng ngôn ngữ, nói và nghe, nói và nghe, nói và nghe. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái cách thiết kế bài học theo cái tên gọi kỹ năng đọc, viết, nói, nghe hướng đến là gì ạ? Giúp các em được tham gia vào những hoạt động giao tiếp tự nhiên. Không phải đang học môn tiếng Việt nữa, các em đang đọc, viết, nói, nghe như là các em vẫn giao tiếp hàng ngày. Và các vấn đề để các em đọc, viết, nói, nghe nó rất thiết thực và gắn với yêu cầu của chương trình cũng như là gắn với đời sống. Cái biểu hiện cái điểm mới thứ hai đó là nội dung, cái tính tích hợp của bộ sách rất là cao. Như tôi nói, không phải đến bây giờ mới đặt ra vấn đề tích hợp, tức là tạo ra sự kết nối chặt chẽ các nội dung dạy học theo chủ điểm, tạo điều kiện cho việc tích hợp mà hiệu quả hơn nữa các nội dung dạy học đọc, viết, nói và nghe. Thì nói điều này chúng ta thấy là nó rất là nhàm chán, nhưng bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là đọc họ đọc một phách, viết một phách, nói và nghe chả liên quan gì đến nhau ấy, thì cái nội dung trong bài học đấy rất cồng kềnh và nó làm cho học sinh mệt mỏi vì nội dung quá là nhiều. Nhưng khi kết nối lại với nhau ấy, từ đọc, viết, nói và nghe thì nội dung rất là trụ và các em cảm giác là học đến đâu chắc đến đấy. Tôi ví dụ ở chủ điểm đầu tiên, thế giới tuổi thơ, thì hệ thống bài đọc là những cái bài viết về kỷ niệm của tuổi thơ này, tình cảm bạn bè này, với thầy cô này, rồi những hoạt động sở thích của các em, vân vân. Cô giáo ơi, chúng em đã dạy sách kết nối 4 năm rồi, nhưng so với sách cánh diều thì không thuận tiện bởi không làm được bài trực tiếp trên đó. Vậy kính mong sách thiết lập như sách cánh diều. Tôi không hiểu làm trên đó là làm đâu. Ôi dồi ôi em ơi, sao hôm nay trục trặc thế này, không đẩy đi được này. Em nghe Giang nói hổ phúc là không đẩy đi được nhé. Sao hôm nay mình cười thật đấy. Trong khi đang trục trặc một chút thì tôi xin trả lời, có một cô giáo có hỏi là một thầy cô ở đâu đây hỏi này, là học 4 năm rồi này, nhưng so với sách cánh diều thì không thuận tiện bởi không làm được bài trực tiếp trên đó. Bài trực tiếp trên đó là bài trực tiếp ở đâu ạ? Trên sách giáo khoa hay là thế nào ạ? Điền nối hay là sao nhỉ? Tôi cũng không hiểu. Nếu như gọi là không làm bài trực tiếp được trên sách giáo khoa thì sách giáo khoa có được viết vào đâu, đúng không ạ? Còn sách bài tập thì chúng tôi có để các em có thể làm luôn vào sách bài tập. Nhưng mà như Bộ Giáo dục cũng yêu cầu là không được viết vào sách giáo khoa, không bắt buộc các em mua sách bài tập. Thế thì đấy là cũng là cái khó khăn cho chúng tôi, đúng không ạ? Thế còn nếu mà có, vì không có sách bài tập cho nên là các thầy cô sẽ hướng dẫn các em. Các em ơi, từ sáng đến giờ trục trặc rất là nhiều, không đẩy đi được.
Tôi xin tiếp tục ạ. Đấy. Thế thì tôi đang nói đến tính tích hợp, không phải là sách giáo khoa mới mới tích hợp, nhưng nó sẽ rõ nét hơn. Tôi ví dụ ở chủ điểm thế giới tuổi thơ thì những bài đọc nó là cơ hội để các em thuận tiện hơn trong viết. Viết các em cũng được nói về những cái, được nói theo sở thích của mình, được sáng tạo theo cái phong cách riêng của mình, cá tiếng tính riêng của mình, sở thích của mình, vân vân. Nói và nghe các em được chia sẻ những cái điều mình thấy thú vị, những cái điều mình thấy hấp dẫn. Tương tự ở chủ điểm thiên nhiên kỳ thú thì các bài đọc là gợi ra những sự vật hiện tượng thiên nhiên đặc sắc, kỳ lạ, thú vị vân vân. Thì đến viết là các em được viết kiểu bài, được luyện tập, được hướng dẫn và luyện tập viết các kiểu bài miêu tả phong cảnh. Đấy, thế thì ngữ liệu, chất liệu của bài đọc nó sẽ giúp các em thuận lợi hơn trong cái việc là viết bài văn tả cảnh. Đến nói và nghe thì các em cũng được nói, được thảo luận về cái việc là bảo tồn động vật hoang dã, rồi được giới thiệu về cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương, danh lam thắng cảnh của đất nước, vân vân. Thì cái điều này các thầy cô sẽ thấy là mỗi sách có cách tiếp cận khác nhau, nhưng sách kết nối thì cái tính tích hợp được thể hiện rất là rõ. Cái việc là chúng tôi sắp xếp đọc cái gì, viết cái gì, nói và nghe cái gì bao giờ cũng trụm lấy nhau theo chủ điểm. Không chỉ theo chủ điểm mà ngay cả tích hợp ngay cả trong một bài học nữa. Một bài học học trong 3 tiết đúng không ạ? Thế thì có đọc, có viết, có nói nghe hoặc đọc mở rộng vân vân. Thế nhưng chúng ta thấy là ngay trong một tiết thôi, ví dụ tiết đọc thì vẫn có kết hợp tích hợp với cả viết. Ở đây là một bài học nằm trong chủ điểm thiên nhiên kỳ thú, bài đọc là bài ca về mặt trời. Đấy, thì một cái bài đọc rất là hay. Thế thì câu hỏi đọc hiểu là khi đọc đoạn văn tả cảnh mặt trời mọc, có hai bạn nhỏ đã nêu ý kiến như dưới đây. Em thích ý kiến của bạn nào hoặc có ý kiến khác vì sao? Thế thì như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Trong đọc có viết, có tạo lập văn bản. Đấy, các em có thể là chọn thống nhất thích cái cách viết của bạn nào, đoạn nào, nhưng các em cũng có thể tạo ra một cái đoạn văn cho mình dưới hình thức nói hoặc viết theo cái cách tổ chức của các thầy cô. Như vậy cái tính tích hợp trong một chủ điểm nó đã rất là rõ, nhưng ngay trong một bài học thậm chí là một tiết học, chúng tôi vẫn chú trọng cái điều này. Trên màn hình là một cái tiết viết đoạn văn tả phong cảnh chẳng hạn, thì nếu yêu cầu viết là chỉ viết đi thôi đúng không, em hãy viết đi đó. Thế thì nhưng ngay trong viết thì các em vẫn được tham khảo đọc, tức là chúng tôi đưa cung cấp cho các em những ngữ liệu để các em đọc đi và các em hiểu được là cách viết đoạn như thế nào, cách viết bài như thế nào, dùng từ viết câu ra sao, có minh họa, có ví dụ. Đấy, chứ không phải chỉ đưa ra những yêu cầu, những gạch đầu dòng, những chỉ dẫn viết đi mà các em được tham khảo. Tức là trong viết có đọc và trong đọc có viết, ví dụ như vậy. Đây là cái chủ điểm thiên nhiên kỳ thú, thì chúng ta sẽ thấy là cái ngay cả môn tiếng Việt không chỉ tích hợp trong nội môn, tức là không phải đọc viết nói và nghe kết hợp với nhau, mà cái nội dung chủ điểm của các bài học đọc viết nói nghe cũng có cơ hội để các em tích hợp với các môn học khác như là môn khoa học, như là môn lịch sử, địa lý hay là môn đạo đức vân vân. Đây, đây là cái chủ điểm vẻ đẹp cuộc sống, khai thác cái hành vi đẹp của con người, suy nghĩ cảm xúc đẹp của mỗi người, thế thì của những người bình thường trong cuộc sống, thì đây là cơ hội để các em có thể tích hợp, các thầy cô cũng như là giúp các em tích hợp với lại nội dung dạy đạo đức chẳng hạn. Cái điểm mới thứ ba là dạy kiến thức tiếng Việt theo quan điểm chức năng. Các khái niệm được giải thích một cách đơn giản, dễ hiểu, chú trọng đến nghĩa và cách dùng của các đơn vị ngôn ngữ. Thế thì cái điều này nó chính là cái cơ sở để cái việc dạy học giảm tối đa cái tính hàn lâm. Thế thì tôi sẽ xin minh họa cho các thầy cô ở những cái bài học sau. Bây giờ tôi xin giới thiệu sang cấu trúc của sách và cấu trúc của bài học. Thì sách gồm 2 tập. Tập 1 có 4 chủ điểm, tập 2 cũng có 4 chủ điểm.
Tên các chủ điểm. Tên các chủ điểm nó thể hiện cái sự kết nối với lại các lớp trước. Đấy, nó vẫn có như là gì, tiếp nối, mở rộng, đào sâu, nâng cao. Đó, thế thì những cái điều này, khi đã đọc sách vì là thời gian nó còn rất nhiều vấn đề. Một buổi, một ngày mà chúng ta thấy là còn cả xem băng nữa mà giới thiệu cái môn tiếng Việt này rất nhiều vấn đề, rất là khó, tôi đành phải nói nhanh ạ. Tập 1 thì các thầy cô sẽ thấy là hệ thống chủ điểm, thế giới tuổi thơ, thiên nhiên kỳ thú, trên con đường học tập, nghệ thuật muôn màu. Tên gọi như thế nhưng chúng ta sẽ thấy là thế giới tuổi thơ là viết về bản thân cái lứa tuổi học sinh các em, tâm hồn, cảm xúc, những cái băn khoăn thắc mắc ở tuổi thơ. Thiên nhiên kỳ thú vẫn tiếp tục cái chủ điểm về thiên nhiên nhưng đi vào những khía cạnh là gì ạ? Những cái đặc biệt nhất trong thiên nhiên. Trên con đường học tập chính vẫn là cái chủ điểm về học tập nhưng mà nói đến những cái sự thành tích, những cố gắng, những vươn lên trong học tập của những tấm gương nổi tiếng, của những người nổi tiếng để các em học tập. Nghệ thuật muôn màu chính là cho các em mở rộng hiểu biết về nghệ thế giới nghệ thuật. Thế thì tập 1 là nghiêng về cái việc là gì ạ? Giúp các em mở rộng hiểu biết này, trau dồi cái phẩm chất năng lực của bản thân. Đến tập 2, vẻ đẹp cuộc sống, hương sắc trăm miền miền tiếp bước cha ông thế giới của chúng ta ấy, thì giúp học sinh biết trân trọng những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống, tự hào về cảnh sắc sản vật của đất nước mình, về truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Từ đó mở cánh cửa, mở rộng hiểu biết các em bằng cái chủ điểm cuối cùng là thế giới của chúng ta, để các em hiểu là đất nước mình đang ở đâu, để các em biết đâu đấy có động lực vươn lên để sánh ngang với các nước khác. Tôi xin giới thiệu về cấu trúc sách ạ. Thì các thầy cô sẽ thấy là nó vẫn giống như trước đây, tuần kỳ 1 có 18 tuần và kỳ 2 có 17 tuần. Đó, thế và mỗi tập sách thì đều có 2 tuần ôn giữa kỳ và ôn cuối kỳ. Và mỗi tập sách ấy thì đều có 4 chủ điểm. Chủ điểm 1 thì đây là hệ thống bài đọc. Đây là hệ thống bài đọc. Hệ thống bài đọc. Tên các bài đọc thì các thầy thầy cô sẽ thấy cái sự sắp xếp mà nó có cái sự tinh tế ở trong đấy. Âm thanh của gió, bài mở đầu của chủ điểm 1, nó là niềm vui, một cái trò chơi của tuổi thơ. Vì các em vừa tạm biệt những ngày hè để bước vào, đó là cái trò chơi của tuổi thơ. Rồi đến cánh đồng hoa, rồi đến tuổi ngựa, rồi bến sông tuổi thơ, tiếng hạt nảy mầm, ngôi sao sân cỏ, bộ sưu tập độc đáo, hành tinh kỳ lạ. Thì hoàn toàn triển khai tất cả những cái điều mà gần như là tổng kết lại, đúng không ạ? Niềm vui, trách nhiệm, suy tư, tưởng tượng, ước mơ, kỷ niệm, chia sẻ cảm xúc, vân vân. Đó, thế thì là cái chủ điểm thông qua hệ thống bài đọc. Lại. Ở chủ điểm thứ hai là thiên nhiên kỳ thú thì chúng ta thấy là luôn khai thác không phải chỉ là thiên nhiên trước đây nữa, ở những cái bài học nữa mà nó đi vào những cái khía cạnh đặc biệt hơn, tức là những cái thiên nhiên độc lạ trước cổng trời này, kỳ diệu rừng xanh này, hang sơn đòn, những điều kỳ thú này, những hòn đảo trên vịnh Hạ Long này, mầm non, những ngọn núi nóng rẫy, bài ca về mặt trời, xin chào Sahara. Thế thì các thầy cô sẽ thấy là núi này, rừng này, hang động này, đảo, biển đảo này, cây cỏ này, rồi là gì ạ? Những cái hiện tượng thiên nhiên như núi lửa này, rồi những hành tinh, đúng không ạ? Mặt trời, vân vân, những cái hoàn toàn là những cái bài đưa vào để các em có ấn tượng mạnh về thế giới thiên nhiên với những cái điều kỳ thú. Chủ điểm thứ ba, trên con đường học tập thì chúng tôi mở đầu bằng thư gửi các học sinh, thì các thầy cô thấy là đây, nhiều người nói là xong đưa vào đầu năm thì đấy chỉ là một cách tiếp cận thôi. Ở đây là chúng tôi hướng đến chủ điểm học tập. Thì đọc cái bài thư gửi các học sinh của Bác Hồ trước đây để các em có một cái ấn tượng về Bác Hồ cũng như là một cái giai đoạn đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có cái gì ạ? Ngày khai giảng mà là gì ạ? Trên đất nước độc lập.
rồi tấm gương tự học viết về Tạ Quang Bửu, trải nghiệm để sáng tạo là cái con đường học vấn ý, không phải chỉ ở gì ạ, nhà trường mà các em học trong đời sống, qua một cái câu chuyện rất là hay về Andersen. Rồi Khổ Luyện Thành Tài cũng là bài quen thuộc ở chương trình Hay Nhìn Rồi. Thế Giới Trong Trang Sách là một cái bài thơ giúp các em hiểu biết là gì ạ, sẽ thu nạp những kiến thức trong sách vở ra sao. Những câu chuyện ấu thơ, rồi cách giới thiệu sách dưới nền phiêu lưu ký để hướng dẫn các em viết được cái bài văn, đoạn văn giới thiệu sách. Rồi Tinh Thần Học Tập của nhà Philip, đấy, học tập nó có sự hỗ trợ của cả gia đình như thế nào. Cho nên là với mỗi chủ điểm chúng tôi luôn luôn có những cái sự khai thác các khía cạnh khác nhau của chủ điểm ấy, chứ không phải là lặp lại giữa các nội dung. Nghệ thuật muôn màu thì các thầy cô sẽ thấy là tiếng đàn balalaika vừa là tiếng đàn vừa là thơ. Đấy, cho nên là cái chất nghệ thuật sẽ được khai thác ở đó. Trí tưởng tượng phong phú là sáng tác. Rồi là sáng tác phim ấy, viết về Harry Potter đấy ạ. Rồi Tranh Làng Hồ là hội họa, tập hát quan họ, rồi phim hoạt hình Chú Ốc Sen Bay, vừa dạy các em một cái văn bản quảng cáo, vừa lại về cái nghệ thuật hoạt hình. Rồi nghệ thuật múa ba lê cũng là một nghệ thuật múa đỉnh cao của vũ điệu. Rồi Một Ngôi Chùa Độc Đáo là về kiến trúc. Sự Tích Chú Tễu là một kịch, một cái vở kịch mới. Đấy, thì chúng ta thấy là ở cái chủ điểm này đương nhiên không đưa hết tất cả các loại hình nghệ thuật được vào, nhưng chúng tôi mỗi bài là một loại hình nghệ thuật khai thác như thế. Thế thì ở chủ điểm lớp 5, chủ điểm thứ 5 là của tập 2, Vẻ Đẹp Cuộc Sống. Thì ở đây chúng ta thấy là cái vẻ đẹp cuộc sống này được khai thác suốt từ lớp 1 đến lớp 4 rồi, nhưng ở lớp 5 thì khai thác vẻ đẹp cuộc sống ở cái vẻ đẹp bình dị của những con người không tên không tuổi. Muốn nói rằng bất cứ ai trong cuộc sống này cũng có thể tạo ra cái đẹp cho cuộc sống, cái đẹp trong lời nói, trong hành động, trong cảm xúc, trong suy nghĩ, trong việc làm, vân vân. Đó, thế thì khai thác ở khía cạnh đó với những hệ thống các bài đọc rất là hay. Rồi chủ điểm thứ 2 của kỳ 2, tức là chủ điểm thứ 6 ấy, là hội là gì ạ? Hương sắc trăm miền, thì các thầy cô hiểu là chúng ta đang giúp học sinh hiểu biết về cái vẻ đẹp của các vùng miền, sản vật, đúng không ạ? Cuộc sống, rồi là gì ạ? Cái không gian, cái cuộc sống, thiên nhiên, sản vật, con người ở mỗi miền quê có những nét khác biệt, nhưng đều rất là gì ạ? Mỗi miền sẽ góp cho đất nước này những hương sắc riêng, những vẻ đẹp riêng. Chủ điểm thứ 7, Tiếp Bước Cha Ông, là một chủ điểm rất quan trọng. Ngay trên tranh vẽ chúng tôi cũng muốn thể hiện là gì ạ? Hình ảnh vua Hùng dạy dân trồng lúa, rồi đến một Tiếp Bước Cha Ông chúng ta vẫn tiếp tục và để tạo dựng ra một đất nước hiện đại hơn. Đấy, nhưng mà nó thể hiện cái sự tiếp nối của các thế hệ đối với nhau. Thế thì chúng ta sẽ thấy có Nghìn Năm Văn Hiến là cái bài đọc giữ ở sách giáo khoa lớp 5 2000, đúng không ạ? Rồi Người Thầy Của Muôn Đời là viết về Chu Văn An, Danh Y Tuệ Tĩnh, rồi Cụ Đồ Triểu, rồi Anh Hùng Lao Động Trần Đại Nghĩa, rồi Bộ Đội Về Làng, Ngôi Nhà Đang Xây. Tại sao về đây? Tức là Tiếp Bước Cha Ông không phải chỉ là gì ạ? Bằng cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc mà còn xây dựng đất nước nữa, đúng không ạ? Còn làm gì ạ? Làm giàu, làm đẹp, làm đất nước phát triển. Và cuối cùng là Việt Nam Quê Hương Ta, là bài thơ của Nguyễn Đình Thi, cũng rất là hay, nói cả về cái vẻ đẹp Việt Nam đất nước ta ơi, đã mênh mông biển lúa, và cái đẹp của thiên nhiên và cái đẹp của phẩm chất con người. Và cuối cùng là chủ điểm 8 chỉ có trong 3 tuần, vì kỳ 2 có 17 tuần. Chúng ta cũng sẽ thấy là giúp em mở rộng hiểu biết về thế giới và thấy được là thế giới đang phát triển, đang hiện đại như thế nào, để đất nước mình có tiến kịp hay không, với đặc biệt là cái bài Thành Phố Thông Minh Mazda. Không đi được. Các thầy cô sẽ thấy là về ngữ liệu ý, lúc nãy thì tôi cũng chỉ có thể giới thiệu được tên các bài họ đọc thôi, nhưng mà tôi rất mong rằng các thầy cô khi đọc
thì sẽ thấy là so với ngữ liệu trước đây, chúng ta sẽ thấy là các văn bản có sự mới mẻ hơn rất là nhiều. Nhiều thầy cô sẽ bảo là mới như này dạy vất vả, nhưng mà các thầy cô không phải là giảng như trước, cũng không cần các thầy cô phải cảm thụ hết cái bài đấy đâu. Dần dần, vì là gì, hệ thống các câu hỏi cũng như là nhiệm vụ thì hoàn toàn là chú trọng cái việc phát triển năng lực tự học của học sinh. Cái điều này đã rập rạp từ lớp 1 đến lớp 4 rồi. Thế cho nên là không cần các thầy cô giảng giải, mà các thầy cô sẽ khích lệ các em nêu cách hiểu của mình. Và trên cơ sở đó thì các thầy cô sẽ hướng dẫn hoặc là nhấn mạnh ở chỗ nào thôi. Hệ thống ngữ liệu tươi mới, trong sáng, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của học sinh. Cái điều này thì đấy là cái cảm nhận của chúng tôi, và chúng tôi cũng mong muốn là các thầy cô thấy được cái điều đó. Đừng vì nhiều văn bản mới quá mà chúng ta cảm giác là chán nản, vì là gì ạ? Vì nó mới mà nó thay đổi, nên chúng ta phải vất vả. Tôi cũng đã tham gia cùng với các thầy cô khi thay đổi, thay sách từ chương trình cải cách giáo dục sang chương trình 2000 rồi, đúng không? Mỗi lần thay sách là một lần ngữ liệu nó tươi mới, trong sáng và sẽ là tốt hơn, phù hợp với tâm lý học sinh ở mỗi giai đoạn hơn. Cái điều này thì sau này tôi cũng có đi đến nhiều trường, và các thầy cô đều nói với tôi rằng với các lớp 1, 2, 3, 4 ấy là rất là thích cái ngữ liệu, vì là nó mới mẻ và nó hay, nó phù hợp với học sinh. Vì nhân vật trung tâm ở tất cả các văn bản đều là học sinh. Khi nó là ở cái lứa tuổi các em ấy, khi ở lứa tuổi các em chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, nhân vật trung tâm là trẻ em ấy, thì cái việc em tiếp nhận nó rất là dễ dàng. Bây giờ trên màn hình là cấu trúc bài học, thì các thầy cô cứ thấy là bất kỳ một tuần nào cũng có hai bài học. Bài thứ nhất thì học trong 3 tiết và bài thứ hai học trong 4 tiết. Mỗi bài đều có ba cái nốt chấm kia, tức là có ba nội dung. Như vậy thì nó chỉ khác nhau ở cái nốt thứ nhất trong cái bài 4 tiết là tiết đọc, các em được học trong 2 tiết. Như vậy một bài đọc được học trong bài một tiết ở cái bài thứ nhất của tuần, bài thứ hai thì cái tiết đọc đấy được học trong 2 tiết, cái bài đọc được học, hoạt động đọc học trong 2 tiết. Như vậy không có nghĩa là gì ạ, một bài thì học chạy thật nhanh đúng không, bài kia thì rành rành thoải mái, không phải. Bài đọc chúng ta học trong một tiết để rèn cho các em có thể đến cuối học kỳ các em tự đọc một văn bản và tự trả lời được câu hỏi đọc hiểu, khoảng 10 câu hỏi đọc hiểu. Nếu mà tiết nào chúng ta cũng học tiết đọc trong 2 tiết thì đến lúc kiểm tra học kỳ, các em giữa kỳ học kỳ các em không thể nhanh được. Đấy, cho nên là dạy đọc trong một tiết là phải có cách dạy để các em có thể làm tốt cái bài kiểm tra đọc trong một tiết giữa kỳ và cuối kỳ. Thế còn bài đọc học trong 2 tiết thì chúng ta thấy là cái nội dung đọc chỉ học trong khoảng 1 tiết rưỡi thôi. Nửa tiết để làm gì? Nửa tiết các em sẽ có khoảng 2 đến 3 bài tập, gọi là luyện tập theo văn bản đọc. Ngữ liệu sẽ lấy từ cái bài đọc đấy ra, nhưng để luyện tập kiến thức về từ và câu, hoặc là mở rộng vốn từ, cơ hội để tạo cơ hội mở rộng vốn từ. Và như những năm trước thì những cái bài tập luyện tập theo văn bản đọc này, chúng tôi đều khích lệ các thầy cô là để học sinh tự làm, vì nó hoàn toàn là luyện tập những cái kiến thức về từ và câu đã học. Thế còn đọc học trong 1 tiết rưỡi thì chúng ta cũng đừng cảm giác là khó khăn gì, vì là ngay từ lớp 2, lớp 3 chúng ta đã học tiết đọc trong 2 tiết rồi đúng không? Ví dụ tiết đọc chúng ta học 1 tiết rưỡi thôi, còn nửa tiết thì kể chuyện kiểu như thế đó. Cấu tạo mỗi bài học thì chúng ta đều thấy là mở đầu mỗi bài, dù là bài 3 tiết hay 4 tiết, đều có hoạt động khởi động. Và cuối mỗi bài, dù là 3 tiết hay 4 tiết, đều có hoạt động vận dụng. Hoạt động vận dụng này là học sinh làm ở nhà nhé. Còn hoạt động khởi động thì làm ở trên lớp. Đấy, thì cấu tạo một cái bài học nó như thế này ạ. Có khởi động, nó sẽ nằm ở tiết đọc, trước tiết đọc. Rồi sau đó là đến khám phá, luyện tập, thực hành. Cái môn học tiếng Việt này nó không như môn toán. Chúng ta khám phá, luyện tập, thực hành nó sẽ bao gồm cả đọc, cả viết, hoặc là nói và nghe. Và cuối cùng là vận dụng là cái bài các em làm ngoài giờ lên lớp, thường là các em chia sẻ với người thân hoặc bạn bè. Bây giờ tôi xin giới thiệu qua về cái mạch đọc. Thì các thầy cô sẽ thấy là cái bài đọc học trong 1 tiết, đây là bài đọc học trong 1 tiết, đúng không? Thì sẽ có khởi động,
chúng ta thấy hình logo hai em bé kìa ở đầu ấy, hai em học sinh ấy, thì các em được chia sẻ, được trao đổi, thì mỗi cái hoạt động khởi động này nó cũng khá là đa dạng. Sau đó đến hoạt động đọc. Đấy, hoạt động đọc thì các em cũng được luyện đọc thành tiếng, có câu hỏi đọc hiểu. Thế trong các bài đọc, đây là bài đọc học trong hai tiết ạ. Cái bài chẵn ấy học trong hai tiết, bài lẻ ở mỗi tiết đúng không? Thế thì các thầy cô sẽ thấy là cũng có khởi động này, cũng có đọc thành tiếng này, có đọc hiểu, có 5 câu hỏi đọc hiểu này, và có luyện tập theo văn bản đọc khoảng nửa tiết nhá. Đương nhiên nó du di ạ. Thì các thầy cô thấy cái logo, thấy cái logo là đấy là luyện tập theo văn bản đọc, thì chúng ta thấy là có 3 bài tập nhưng nó rất là dễ, ngữ liệu lấy từ bài đọc, còn học sinh có thể hoàn toàn tự làm một cách dễ dàng. Thì đây là cái bài đọc học trong hai tiết. Về luyện từ và câu thì mỗi tuần có một tiết luyện từ và câu, nhưng các thầy cô sẽ thấy là các em có nửa tiết luyện tập về từ và câu theo văn bản đọc, cho nên tính ra mỗi tuần là các em được có một tiết rưỡi học về luyện từ và câu. Các thầy cô lưu ý về viết ý, thì ở lớp 4, lớp 5 không có viết chính tả nữa. Nhiều người nói ôi trời ơi, không có viết chính tả thì học sinh lại mắc lỗi chính tả. Thế nhưng mà các thầy cô biết là lớp 3, 4, 5 so với chương trình sách giáo khoa trước đây thì đã ít hơn một tiết một tuần rồi. Bây giờ chỉ còn 7 tiết một tuần thôi, thì dứt khoát không thể được học nhiều các thứ như như trước đúng không ạ? Bị bớt đi hẳn một tiết mà. Thế thì chính tả được học kỹ ở lớp 1, lớp 2, lớp 3. Lớp 4, lớp 5 không có tiết dành riêng cho chính tả. Nhưng cái yêu cầu viết đúng chính tả vẫn được thể hiện trong những cái bài các em viết tập làm văn, và trong cái việc các thầy cô nhắc nhở khi các em làm các bài tập ở các kỹ năng khác. Bây giờ cái chỉ như vậy viết không còn chính tả, vậy thì chỉ còn tập làm văn là cái tên gọi cũ, còn bây giờ người ta sẽ gọi chỉ gọi là kỹ năng viết, không gọi tập làm văn. Thế thì cái viết này các em có thể có kiểu bài thì là viết đoạn, có kiểu bài thì là viết cả bài văn. Nói và nghe và đọc mở rộng thì các thầy cô biết là cứ tuần này học nói và nghe thì tuần tiếp theo đọc mở rộng, cứ luân phiên nhau như thế. Nói và nghe thì vẫn như trước đây nhưng nội dung thế nào tôi sẽ triển khai sau. Có đọc mở rộng thì thầy cô nào đã dạy lớp 1, 2, 3, 4 thì biết là chương trình và sách giáo khoa mới có thêm cái nội dung đọc mở rộng. Nó gần giống như trước đây chúng ta học gọi là tiết là gì ạ? Đọc thêm ấy, đúng không? Thế thì cái tiết đọc mở rộng này là tiết học sinh làm việc nhé, chứ không có cái giờ gọi là dự giờ cái tiết đọc mở rộng đâu, để xem giáo viên làm gì. Đây là cái tiết là các em được mang sách, mang truyện đến lớp để đọc theo hướng dẫn của sách giáo khoa. Đấy, và cô giáo chỉ quản lý và kiểm soát các hoạt động các em thực hiện theo hướng dẫn trong sách thôi. Bây giờ tôi xin nói tôi không biết là giải lao lúc mấy giờ nhỉ? À, chúng ta tiếp tục ạ. Tôi sẽ xin giới thiệu những điểm mới nổi bật của sách tiếng Việt Nam Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Đấy, thì đây là tóm tắt những điểm mới ạ. Những điểm mới nổi bật ạ. Thứ nhất là việc sắp xếp các bài học theo chủ điểm, phân bổ các bài học trong tuần hợp lý, thời lượng, đảm bảo phù hợp với tiến độ học tập của học sinh. Thì lúc nãy tôi nói rồi, khi sắp xếp theo chủ điểm có tính kết hợp tích hợp cao ấy thì nó sẽ kiểm soát được cái việc là các em được mở mang những hiểu biết ở những cái chủ điểm như thế nào, và sau 8 chủ điểm thì các em có được những kiến thức gì về đời sống, về xã hội vân vân. Thế thứ hai là cái tích hợp nó không chỉ nằm trong chủ điểm mà nó tích hợp ngay trong từng bài học, từng tiết học, nó làm cho nội dung dạy học rất là trụ, và vì vậy nó cảm giác là kiến thức không cồng kềnh và dạy rất nhẹ nhàng. Và đặc biệt là cái kiến thức tiếng Việt ấy thì luôn luôn tích hợp với đọc viết nói nghe, cho nên là cũng không cảm giác là học cái một cái đơn vị ngôn ngữ học gì cả, khó khăn gì cả. Thứ ba là nhiều bài hệ đọc ấy có nội dung hiện đại tươi mới hấp dẫn. Khi nội dung tươi mới hấp dẫn ý, thì chắc chắn là sẽ tạo hứng thú học tập của các em. Các em thấy bóng dáng mình trong đấy, thấy cảm xúc mình ở trong đấy, thấy cuộc sống của mình ở trong đấy, cho nên là các em sẽ học tập hào hứng hơn và mục tiêu của bài học cũng sẽ hiệu quả hơn.
Bài học có tính mở, giúp giáo viên chủ động sáng tạo trong dạy học, thuận lợi đối với đổi mới phương pháp dạy học. Thì cái điều này chúng tôi sẽ phân tích khi mà đi vào từng mạch một. Ngoài ra, kênh hình trong tiếng Việt Nam được thiết kế công phu, có tính thẩm mỹ, mỹ và tính giáo dục cao. Thì để có được những cái trang sách đẹp ý, chúng tôi đã rất cảm ơn các họa sĩ, ban biên tập cũng như là các hội đồng thẩm định đã góp ý cho tranh minh họa của sách. Nhưng đặc biệt là nhóm tác giả cũng rất là tâm huyết với tranh vẽ như thế nào, cứ là nài nỉ họa sĩ thay đổi chỉnh sửa ra sao. Về sách giáo viên và tài liệu bổ trợ thì các thầy cô sẽ thấy là có sách giáo viên, có sách bài tập, có nhiều sách tham khảo nhưng mà không bắt buộc, đúng không? Không bắt buộc học sinh mua. Thế nhưng bây giờ có thêm hành trang số, có thêm cái trang tập huấn nữa, và các thầy cô sẽ thấy là năm nay thì lớp 5 đã có thêm cái gì ạ? Cái kế hoạch bài học gọi như là cái hướng dẫn dạy học, tóm lại là cái bài soạn đưa lên mạng, tức là cũng cột cũng kèo, tức là nó như là giáo án để các thầy cô có thể gỡ xuống, lấy xuống để làm gì ạ? Thành giáo án của mình, và các thầy cô bổ sung thêm theo phù hợp với học sinh của mình thôi. Thì nó làm cho nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong cái khâu soạn giáo án. Thì những năm trước chúng tôi chưa làm được, bởi vì là chúng tôi muốn làm cái gì nó cũng phải cặn kẽ đấy. Thế cho nên là bây giờ xong lớp 5 rồi, chúng tôi đã có cơ hội để làm cái kế hoạch bài học, tóm lại bài soạn mềm đưa lên mạng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm tiếp các lớp sau, các lớp dưới. Đây là những trang sách giáo viên. Thì các thầy cô sẽ thấy là mục tiêu một bài học, học trong 3 tiết có 3 nội dung, học trong mỗi tiết cũng có 3 nội dung. Thì bao giờ chúng tôi cũng có mục 1, 2, 3 gắn với nội dung của từng tiết. Còn cái mục thứ 4 ấy, thì nó chính là hướng đến hình thành phẩm chất cho học sinh, qua năng lực phẩm chất cho chung cho học sinh ấy, qua cả cái bài học đấy. Đó, thế rồi có cái hướng dẫn chuẩn bị bài này, tổ chức hoạt động dạy học này. Và chúng tôi khẳng định rằng là so với sách giáo viên trước đây thì sách giáo viên mới này đã hướng dẫn cặn kẽ hơn rất nhiều, tạo ra những phiếu học tập để các thầy cô có thể tham khảo, rồi là đưa ra những cái đáp án, không phải chỉ một đáp án mà chúng tôi còn đưa ra là học sinh có thể nói thế này, có thể nói thế kia, tức là rất là cặn kẽ. Em ơi, đấy, đây là những viên sách. Còn đây là vở bài tập ạ, sách bài tập ấy. Thì các thầy cô lúc nãy có ý kiến nói rằng là bị mất tiếng, cô ơi. Em bị mất tiếng. À, mất tiếng là do nhá. Lúc nãy có người nói là không giống sách nào đó, là không được viết, không được làm bài tập vào, thì tôi không hiểu là làm vào sách hay là làm vào sách bài tập. Sách tiếng Việt cũng có sách bài tập, nhưng mà như bộ không yêu cầu là bắt học sinh mua. Nhưng nếu tôi nghĩ có điều kiện mua cũng được, 10.000, 20.000 hay bao nhiêu đấy, đúng không nhỉ? Nó chỉ bằng một hai bữa ăn sáng thôi, hai bữa xôi sáng thôi, được quyển sách em dùng bao nhiêu ngày. Tôi nghĩ rằng nếu điều kiện gia đình của từng em nào có điều kiện thì chúng ta cũng có thể là để các em làm. Thì các thầy cô sẽ thấy là chúng tôi thiết kế trong sách bài tập là để học sinh viết vào một cách thuận lợi hơn. Đấy, chứ còn nếu sách giáo khoa mà thiết kế như thế này thì nó sẽ đội cái quyển sách lên rất nhiều trang, và như thế lại gì ạ? Gù lưng cho các em khi mà khuân sách đến trường. Đây, các thầy cô sẽ nhìn thấy đây là cái kế hoạch bài dạy tiếng Việt tập 1 sẽ hỗ trợ giáo viên. Chúng tôi sẽ, những cái này sẽ đưa trên màn hình ạ. Đấy, đưa trên Internet ấy, để các thầy cô sẽ tham khảo, là chúng tôi đã có. Đây là sách giáo viên. Thì các thầy cô sẽ thấy là tôi đã nói rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang hướng dẫn. Chúng ta 9 rưỡi thì sao, chúng ta sẽ giải lao nhé. Thì các thầy cô cố gắng nghe những cái phần chung này trước, là tôi đã giới thiệu được những phần chung. Bây giờ bắt đầu đi vào hướng dẫn các mạch nội dung. Sáng nay chúng ta sẽ tìm hiểu là cái mạch nội dung đọc và luyện từ và câu. Đó. Thế và chiều thì sẽ viết, nói và nghe và đánh giá. Tôi xin hướng dẫn về cái kỹ năng dạy đọc. Xin lỗi, hướng dẫn dạy học kỹ năng đọc. Về kỹ năng đọc thì nhìn tổng thể, các thầy cô sẽ thấy không khác gì trước đây. Vẫn có kỹ thuật đọc, tức là đọc thành tiếng, đọc diễn cảm hay là đọc thầm,
đọc lướt để trả lời câu hỏi, tức là đọc hiểu đấy, đúng không? Trong đọc hiểu thì các em vẫn được đọc rất nhiều loại hình, kiểu loại văn bản như là truyện, như là thơ, như văn bản miêu tả, như là văn bản thông tin đó. Thế nhưng mà các thầy cô sẽ thấy là nó đã chi tiết hơn trong yêu cầu nêu trong chương trình đó. Về kỹ thuật đọc thì không có gì khác. Đấy, tôi nghĩ rằng là cái kỹ thuật đọc đến lớp 5 rồi thì không còn khó khăn nữa so với lớp 1, lớp 2. Nhưng đến lớp 5 thì phải rèn cho các em cái kỹ năng là đọc và ghi chép vắn tắt những ý tưởng, những chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hay là sổ tay. Hay là ngay cả khi nghe nghe kể chuyện hay là nghe bạn nói là rèn cho các em kỹ năng nghe ghi. Đấy, cho nên cái việc ghi chép đối với lớp 5 rất quan trọng, vì lên lớp 6 ấy là cái kỹ năng chủ động, phối hợp đọc viết nói nghe nó phải chủ động hơn ở các em. Thầy cô nói cái gì hay, ý nào hay, bạn nói ý nào hay thì ghi được ngay. Đấy, thế thì đấy là phải tập dượt cho các em. Thế cái đọc hiểu thì có gì khác với trước đây? Thì đầu tiên là đọc hiểu văn bản văn học nhé. Sau đấy tôi sẽ nói đến đọc hiểu văn bản thông tin. Thì các thầy cô thấy cái chỗ chữ in đậm ấy, là trước đây chúng ta chỉ trong chương trình nói là các em trả lời được câu hỏi đọc hiểu thế này thế kia đúng không? Còn bây giờ các thầy cô phải hiểu được là trong hệ thống câu hỏi đọc hiểu đấy có câu đọc hiểu về nội dung, khai thác nội dung của văn bản, có câu hỏi giúp các em nhận biết hình thức nghệ thuật của văn bản. Cái điều này nó làm cho các em khi học lên các cấp trên ấy, các em sẽ thuận tiện hơn, bởi vì chủ yếu là khai thác từ những tín hiệu nghệ thuật để hiểu nội dung đó. Và cái yêu cầu thứ ba là liên hệ so sánh kết nối. Thế liên hệ so sánh kết nối là gì? Tên thì rất là quen nhưng mà nó lại rất là tên tên thì có vẻ mới lạ nhưng rất là quen thuộc với chúng ta ở chương trình sách giáo khoa 2000. Thực chất đấy là câu gì ạ? Liên hệ. Nó làm cho nội dung tất cả những cái gì của cái bài đọc ấy đi vào cuộc sống. Tức là em có thể nêu nhận xét của mình, hoặc là nếu em là nhân vật ở trong đó em sẽ xử lý thế như thế nào, đúng không ạ? Hoặc là thấy cái điều đấy khác gì với cuộc sống hiện tại, tức là biết nhận xét về thời gian, địa điểm, hình dáng, tính cách của nhân vật qua hình ảnh trong truyện tranh, phim hoạt hình, rồi tìm được cách kết thúc khác trong câu chuyện, nêu được những điều học được từ câu chuyện, bài thơ, màn kịch, lựa chọn điều tâm đắc và giải thích vì sao. Tóm lại, nó làm cho cái câu chuyện, cái văn bản đọc ấy, cái bài thơ ấy nó không phải chỉ nằm trong trang sách, nó là chuyện của các nhân vật trong trang sách, mà nó là chuyện của cuộc sống, cuộc đời của các em, của người thân, của bạn bè và mọi người, của cuộc sống hiện tại nữa. Về đọc hiểu văn bản thông tin, thế thì không phải văn bản câu chuyện, bài thơ, văn bản miêu tả, văn bản biểu cảm thì nó sẽ là những văn bản thông tin. Thế cũng có yêu cầu đọc hiểu nội dung, yêu cầu đọc hiểu hình thức của văn bản thông tin là gì? Đó là nhận biết được mục đích và đặc điểm của cái văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên. Cho nên các thầy cô sẽ thấy có loại văn bản thuần túy là gì ạ? Nó nêu về một hiện tượng tự nhiên, ví dụ như là núi lửa chẳng hạn. Văn bản giới thiệu sách hoặc phim, văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hoạt động, văn bản thế thì tất cả những cái loại văn bản này có trong sách, thì các thầy cô đừng cho rằng là những tác giả cứ nghĩ ra lắm kiểu văn bản làm gì, nhưng thực ra đây là yêu cầu của chương trình hết. Yêu cầu của chương trình có cái gì thì sách phải đáp ứng. Thế thì với tất cả những cái kiểu loại văn bản thông tin ấy, học sinh phải nhận biết được bố cục, phần đầu, phần giữa, tức là phần chính của cái văn bản đấy, phần cuối như thế nào, cấu tạo, rồi các yếu tố nghệ thuật, gọi là yếu tố hình thức ấy, như là nhan đề, đoạn văn, câu chủ đề ra sao của một số văn bản thông tin đơn giản đó. Thế thì tức là các em sẽ được đọc hiểu nội dung, đọc hiểu hình thức, rồi cũng liên hệ so sánh kết nối. Liên hệ so sánh kết nối đối với văn bản đọc ấy, đối với đọc hiểu văn bản thông tin ấy, thì là các em phải thấy được là gì ạ, những thay đổi trong hiểu biết của mình, những thông tin trong cái bài đọc, trong cái văn bản thông tin ấy bổ sung cho các em hiểu biết nào. Đấy, để giúp các em có cái cách thay đổi về cách ứng xử, cách suy nghĩ ra sao. Đấy, tức là các em nhận ra là mình đã được bổ sung kiến thức, thông tin gì.
Bây giờ tôi vì chúng ta đang bàn về đọc nên tôi xin nói về cái hệ thống ngữ liệu một chút, và rất mong các thầy cô là đừng ngại gì đối với các văn bản mới, bởi vì nó là những văn bản tươi mới được chọn lọc, được hội đồng thẩm định đánh giá cao với hệ thống ngữ liệu của văn bản trong sách. Đó là những cái văn bản trong sáng, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. Thì tôi lấy một ví dụ, đó là bài thơ Tiếng hạt nảy mầm, là cái bài thơ viết về học sinh, đặc biệt đó là học sinh bị hạn chế về khả năng nói, khả năng nghe, khiếm thính, học sinh khiếm thính. Thế thì cái bài thơ này giúp các em cảm nhận được, chia sẻ, cảm thông được những khó khăn của bạn mình, của những cái bạn mà khuyết tật. Có thể là có nhiều loại khuyết tật khác nhau, thì ở đây là khuyết tật về nghe. Đấy, khi các em biết chia sẻ, các em biết cảm nhận được cái khó khăn của các em học sinh ấy, của các bạn bè, thì sẽ có cái sự đồng cảm và yêu thương nhau. Thế và trong cái bài học này thì chúng ta sẽ thấy là những cái điều mà những em đặc biệt nói nghe bình thường ấy, không dễ dàng ấy, thì giáo viên thầy cô phải truyền tải một cách khó khăn đặc biệt như thế nào để các em cũng cảm nhận được âm thanh của cuộc sống khi sống trong cái thế giới tĩnh lặng vô biên như thế. Thế thì cô diễn đạt như thế nào để có tiếng chim hót, đúng không nhỉ, để nghe thấy gió reo, để cảm được tiếng ngựa, vó ngựa gian vách đá, vân vân đó. Thế thì đấy là những cái tôi muốn nói rằng ngữ liệu rất là được chọn lọc, rất là công phu. Hay là tiếng hát của người đá, thì câu chữ trong cái văn bản cũng rất là hay, mặc dù đây là một câu chuyện dân gian nhưng mà chúng ta thấy là nó đẹp như một áng văn chương đỉnh cao của nghệ thuật. Tôi ví dụ như này, tôi xin đọc đoạn mở đầu. Trên đỉnh núi cao của vùng Chư Bô Đa có một mỏm đá xanh giống hình một em bé cưỡi voi, những tia nắng vàng dịu, những hạt mưa trong vắt thay nhau tắm gội sưởi ấm cho mỏm đá. Gió rì rào kể cho mỏm đá nghe những câu chuyện về mọi miền, chim hót cho mỏm đá nghe những điệu ca du dương. Cứ thế, năm này qua năm khác, những câu chuyện của gió, những bài ca của chim thấm sâu vào mỏm đá hình em bé. Được yêu thương, được chăm chút như thế, cho nên đá cũng gì ạ? Cũng xúc động, và em bé, cái mỏm đá đó hóa thành em bé giúp đỡ dân làng các sự việc tiếp theo như thế nào. Đó, thế thì các thầy cô sẽ thấy là dù là thơ hay là văn xuôi thì các bài đọc cũng luôn luôn chú trọng là cái ngôn ngữ đẹp ấy, thì nó sẽ thấm thía trong tâm khảm các em. Nó cũng là một cái con đường hữu hiệu nhất, làm đẹp tâm hồn các em, làm giàu ngôn từ các em, giúp các em sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta một cách gì ạ? Đẹp, trong sáng hơn, ý nghĩa hơn. Đối với yêu cầu đọc thành tiếng thì nó vẫn như trước đây, cho nên là tôi xin lướt qua, không khác gì cả. Nhưng mà cái việc đọc thành tiếng ý, thì hãy trong các giờ dạy đọc, xin các thầy cô sẽ hạn chế tối đa đọc mẫu trước lớp. Khi thầy cô đọc mẫu thật là hay ý, thì có khi học sinh chỉ nghe được chút đoạn đầu thôi, sau là đầu óc lại nghĩ đi đến chỗ khác. Hay là chúng ta mời một học sinh đọc, các em lại càng ít theo dõi hơn. Thế cho nên là chúng ta có thể đọc mẫu một đoạn quan trọng nào đó, còn thì để cho học sinh tăng cường cái kỹ năng là các em hãy tự đọc đi, đọc theo cặp, đọc cho nhau, đọc trong nhóm nhá, và nhận xét góp ý cho nhau. Nhưng khi mà đọc thành tiếng ấy thì chúng ta nên kết hợp với đọc hiểu, đừng buông là các em chỉ nghe cái tiếng ở bên tai mình mà không nghĩ là nội dung của các câu chữ ấy viết về cái gì. Đấy, thế đi. Thế còn về đọc hiểu thì mỗi văn bản đọc hiểu chúng ta đều thấy có câu hỏi đọc hiểu, thường là có 5 câu hỏi đọc hiểu, thì các thầy cô đừng cho là già nhiều, bởi vì là 5 câu hỏi đọc hiểu đã xuất hiện từ lớp 4 rồi, và 5 câu hỏi đọc hiểu không phải câu nào cô giáo cũng đứng trước lớp để hướng dẫn, mời các em phát biểu, mời em nọ phát kia rồi cô giảng, không phải.
mà chúng ta sẽ có rất nhiều cách để học sinh là gì ạ? Tự trả lời, chia sẻ trong nhóm. Câu nào dễ thì lướt qua, đúng không? Bởi vì hệ thống câu hỏi đọc hiểu sẽ có câu từ mức 1 cho đến câu mức 2, mức 3 mà. Thế cho nên những câu nào gây tranh cãi, những câu nào có thể tạo cơ hội cho các em hiểu, biết theo suy nghĩ, suy luận của cá nhân thì hãy cho gì ạ? Chia sẻ trước lớp. Còn thì các em phải làm việc cá nhân theo nhóm, cho nên đừng lo là số lượng câu hỏi nhiều. Hệ thống câu hỏi đọc hiểu đã chú trọng cái việc phát triển năng lực ngôn ngữ và tư duy cho học sinh, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái câu hỏi đọc hiểu ở cái mức độ yêu cầu tư duy cao hơn ấy, được nâng lên so với lớp 4 đó. Đây là ví dụ cái tiếng hát Người Đá, tôi vừa đọc mấy dòng đó, thì trong cái bài tiếng hát của Người Đá đấy có 5 câu hỏi đọc hiểu. 3 câu hỏi đầu là ở mức 1, tức là mức nhận biết. Mỏm đá trên đỉnh núi cao có gì đặc biệt mà mỏm đá được mọi vật yêu quý như thế nào? Hoàn toàn nhắc lại chi tiết, đúng không ạ? Mỏm đá có hình em bé này, mọi vật yêu quý là như đúng tọa đoạn tôi vừa đọc này. Chuyện gì xảy ra vào ngày mỏm đá hóa thành một em bé? Mọi người được chứng kiến điều gì kỳ lạ khi em bé cất tiếng hát vang khắp núi rừng? Hoàn toàn nhắc lại chi tiết. Khi giặc kéo đến, dân làng và em bé người đá đã làm gì để đuổi giặc? Thế thì các thầy cô thấy là ba câu hỏi ở mức nhận biết này hãy cho các em chia sẻ, trao đổi ở trong nhóm. Em hoàn toàn nhắc lại được, không có gì thầy cô phải giảng ở trên lớp cả. Đúng không? Thầy cô sẽ đi từng nhóm để xem các em làm có đúng không? Đương nhiên trong mỗi nhóm chúng ta hãy xếp có những em là gì ạ? Năng lực tốt hơn để các em có thể điều hành các bạn. Một câu hỏi ở mức 2, đó là câu phân tích suy luận, tức là câu đòi hỏi các em khả năng thông hiểu. Theo em, lời hát của em bé người đá thể hiện ước nguyện gì của con người? Thể hiện ước nguyện gì của con người? Thế thì các em thấy là gì ạ? Các thầy cô thấy có từ theo em, thì cái loại câu hỏi này nó khích lệ các em được suy nghĩ theo cách hiểu của mình. Thầy cô không nên bảo sai rồi, đúng không? Chúng ta sẽ có cái cách uốn nắn khác, nhưng mà hãy tôn trọng vì đấy là gì ạ? Các em được phép chia sẻ cái hiểu của riêng mình. Thế nguyện ước là gì ạ? Khi mà giặc kéo đến, khi mà muôn vật phá nương rẫy, em bé hát tất cả lại nhảy múa theo. Khi giặc đem gươm giáo đến để giết chóc ấy, lửa cháy khắp nơi thì em cất tiếng hát. Giặc gì ạ? Thần mặt lắng nghe, tay buông rơi xuống ống thì ước nguyện gì? Chúng ta sẽ thấy là tôi rất mong là khi các thầy cô dạy để xem là các em có ý kiến khác nhau hay không, nhưng mà nó cũng giống như nồi cơm của thạch xanh đấy, đúng không nhỉ? Chúng ta hãy chấm dứt cái cảnh đầu rơi máu chảy giết chóc, mà hãy là gì ạ? Con người hãy sống hòa bình, thân thiện với nhau. Thế thì cái lời của cái câu chuyện nó rất là hay. Cái câu hỏi ở mức 3 là câu 5, đó là câu ở mức vận dụng hay là câu liên hệ so sánh kết nối mà anh ta vừa nói. Nêu một cốt kết thúc khác cho câu chuyện theo mong muốn của em. Thì đây là yêu cầu nêu trong mạch đọc, nhưng nó cũng là yêu cầu, nó cũng là được thực hành khi các em viết kể chuyện sáng tạo. Các em có thể thay thêm, chỉnh sửa một kết thúc khác trong câu chuyện theo các em mong muốn, nhưng đương nhiên là nó vẫn phải hợp và logic với cái câu chuyện đó. Đó, thế thì các thầy cô sẽ thấy là bài nào cũng vậy, chúng tôi luôn chú trọng là xây dựng hệ thống câu hỏi từ dễ nâng cao dần, tức là mức 1, mức 2, mức 3, chứ không có câu nào là mức chỉ có mức 1 hay mức 2. Thì các thầy cô sẽ thấy đây là điểm mới. Nếu thầy cô so sánh với sách 2000 thì sẽ thấy là có khi cái rất nhiều cái câu mức 1, thậm chí là có bài có khi còn toàn là câu nhắc lại. Thế thì có những câu mức 2 suy luận thông hiểu hay câu mức 3 liên hệ so sánh kết nối mới là cơ hội để các em trình bày cái suy nghĩ của mình và trình bày cái liên hệ vận dụng để có cơ hội là các em phát triển ngôn ngữ, phát triển ngôn ngữ nói chẳng hạn, đúng không, hay viết chẳng hạn. Thì đấy chính là gì ạ? Phát triển năng lực đặc thù của môn học này, nó là yêu cầu của môn học này. Bây giờ tôi muốn nói đến cái câu hỏi đọc hiểu trong sách kết nối được thiết kế rất đa dạng theo hướng phát huy năng lực học sinh. Tôi chỉ lấy ví dụ lúc nãy tôi đưa là gì ạ? Một bài có 3 mức rồi nhé. Còn bây giờ là cái dạng câu hỏi. Ví dụ ở cái bài Bộ đội về làm,
có 5 câu hỏi thì các thầy cô nhìn trên màn hình ấy. Câu hỏi thứ 5, nêu chủ đề của bài thơ. Nêu chủ đề của bài thơ hay nêu chủ đề của bài văn bản là một yêu cầu nêu trong chương trình dạy đọc hiểu ở cả lớp 4 lẫn lớp 5 của chương trình mới, chứ không phải là người soạn sách đưa vào nhé. Nên học sinh đọc một bài phải nắm được chủ đề. Nhưng mà chúng tôi đưa ra hình thức trắc nghiệm để cho các em dễ dàng hơn. Nhưng các thầy cô thấy trắc nghiệm này là có 3 phương án A, B, C ấy. Thì cái loại câu hỏi trắc nghiệm 3 phương án này là như thế nào? Nêu chủ đề của bài thơ, chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em. Cái loại câu hỏi mà có 3 phương án 3, B, C thì cả 3 phương án này đều là những phương án đúng cả, nhưng có cách diễn đạt khác nhau hoặc là cái cách hiểu khác nhau một chút, nhưng đều đúng. Các em có quyền chọn cái phương án nào mà mình thấy hợp với lại suy nghĩ của mình. Thế nhưng lại tạo cơ hội là các em cũng có thể không chọn cả 3 phương án này mà các em chọn một phương án khác theo cái suy luận, cách hiểu của các em. Thì đấy chính là phát huy năng lực người học. Dạng câu hỏi này chúng tôi đã cho xuất hiện ở những năm học, ở những lớp trước rồi. Thì thế nhưng cũng là theo về chủ đề, cũng câu hỏi về chủ đề, nhưng ở cái bài này chúng tôi lại có cái cách hỏi khác ạ. Chủ đề của bài Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long là gì? Chọn đáp án đúng thì cái trắc nghiệm có 3 4 phương án A B C D, thì 4 phương án ấy thì chỉ có một phương án đúng thôi các thầy cô nhá. Đấy, thế thì chúng ta lưu ý là cái dạng câu hỏi có 3 phương án A B C thì cả 3 phương án đều đúng, các em được chọn hoặc không chọn thì tự tạo ra câu trả lời của mình. Còn 4 phương án trắc nghiệm thì chỉ có một phương án đúng thôi, các em chọn một đáp án. Thì đấy là đa dạng. Đây cũng là một cái ấn, đây cũng là những cái minh họa cho đa dạng câu hỏi đọc hiểu. Các thầy cô sẽ thấy là gì ạ? Đa dạng đọc hiểu, trong câu hỏi đọc hiểu có trắc nghiệm bằng tranh, những điều đặc biệt ở Sahara được miêu tả thế nào, có gợi ý bằng tranh đó. Hay một cái bài rất quen thuộc trong sách giáo khoa hình như lớp 4 đúng không, chúng tôi đưa vào lớp 5 bởi vì là nó cũng khó, bài này còn được học ở trung học cơ sở trước đây đúng không nhỉ, cho nên chúng tôi đưa vào lớp 5. Và chúng tôi câu hỏi đọc hiểu thì hoàn toàn mới mẻ, đó là gì ạ? Chúng ta thấy cũng có gợi ý này. Câu hỏi thứ nhất là có gợi ý đấy, mặt trời sóng ba chấm, dấu chấm là các em kể tiếp này. Có những gợi ý này và hệ thống câu hỏi nó cũng rất là khác, tranh minh họa cũng khác. Bây giờ tôi xin nêu cái định hướng về dạy học đọc hiểu ạ. Thực ra trong dạy học đọc hiểu nó cái đổi mới không nhiều, vì là lâu nay giáo viên tiểu học của chúng ta luôn luôn có những cái hỗ trợ về đổi mới phương pháp dạy học. Thì cái dạy đọc là một trong những mạch có thể nói là được giáo viên quan tâm nhất hoặc là cũng là thích dạy nhất, thế cho nên các thầy cô cũng chú trọng nhất. Thế thì giáo viên cần vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trong giờ đọc cho học sinh. Phương châm là dạy đọc phải kích hoạt được việc đọc tích cực sáng tạo ở chủ thể người người đọc. Thế thì kích hoạt cái tính tích cực thì các thầy cô sẽ thấy là chúng tôi luôn có câu hỏi là, hay thường có gọi là theo em đó, rồi em chọn cách nào dưới đây hoặc là nêu ý kiến khác, thì buộc học sinh là gì ạ? Phải động não. Theo em là mình không ngồi đấy để đợi bạn phát biểu được, vì cô sẽ gọi mình đầu tiên mà, thế cho nên là mình nhớ gọi mình đầu tiên mà, thế cho nên là các em phải nghĩ ra câu hỏi theo cách của mình này. Rồi buộc các em phải lựa chọn, có 3 phương án đều đúng, các em lựa chọn một đi, tại sao lựa chọn này phương án này mà không lựa chọn phương án kia, hoặc là gì, tại sao không lựa chọn cả 3 phương án mà mình thích đưa một cái phương án riêng. Thế thì cứ có từ theo em rồi lựa chọn, đấy chính là cái kỹ thuật ra câu hỏi để buộc các em phải tích cực, phải sáng tạo. Thế và những câu hỏi liên hệ mở rộng ấy, so sánh liên hệ mở rộng ấy thì chính là cái cơ hội để các em phát huy trải nghiệm, hiểu biết vốn sống riêng của mình, cảm xúc riêng của mình, cách nhìn nhận riêng của mình, tập dượt bộc lộ chính kiến riêng của mình, thì đấy là cái cơ hội để giúp học sinh phát triển năng lực. Trong dạy đọc hiểu, giáo viên cần khích lệ học sinh mạnh dạn phát biểu ý kiến. Đấy, thế thì nếu như mà chúng ta trước đây chúng ta cứ mời các em đọc thành tiếng, rồi đọc nối tiếp câu đúng không nhỉ? Rồi nghe đọc mẫu, cô đọc mẫu một lần, bạn đọc mẫu đi hết cả giờ đi.
Thế chúng ta phải thật tiết kiệm cái những cái hoạt động đó, hạn chế cái hoạt động đó để tăng cường thời gian cho học sinh trình bày câu trả lời. Mà tốt nhất là các em được gì ạ? Trả lời trong nhóm nhỏ. Tập dượt trả lời câu hỏi trong nhóm nhỏ đi. Khi trả lời trong nhóm thì đúng là một cái khoảnh khắc đấy, một tích tắc đấy, một giây một phút đấy, nhiều em được làm việc, nhiều em được nói. Trong nhóm nào cũng phải nói mà, hơn là làm việc chung cả lớp. Ý kiến chúng ta cần phải hiểu điều này. Nhiều thầy cô cứ lo lắng là học sinh trả lời chưa đúng, chưa chuẩn. Thế cho nên là cứ hướng dẫn hoặc là mớm hoặc là để các em nói theo mình hoặc nói theo mẫu. Thế thì các em có thể nói bắt chước 100 lần ấy, không bằng các em gì ạ? Tự nghĩ ra câu trả lời. Dù là ý kiến của em chưa thật rõ, chưa thật rõ vì các em nó mông lung mà chưa chọn được cái từ cho nó thật thật là sắc ý. Thậm chí là chưa thật phù hợp, diễn đạt có thể là gì còn ê a, chưa gãy gọn, chưa lưu loát, nhưng mà lần một, lần hai, lần ba, lần năm chưa được, nhưng đến những lần sau các em sẽ thành thục hơn đấy. Điều quan trọng là các em được tập luyện để từng bước hình thành thói quen tìm tòi khám phá văn bản theo gì ạ, theo suy nghĩ của mình. Đấy. Dù là văn bản thông tin hay văn bản văn học cũng thế. Dần dà các em tự tin vào chính mình để các em viết, các em nói, các em tạo lập ra cái sản phẩm của riêng mình, thì cái xã hội mới đang là như thế. Cái trước đây tiểu học chúng ta ngay từ 2000 học sinh từ lớp 1 đã đọc hiểu một cái bài không hề có trong sách giáo khoa, đúng không? Lớp 2, 3, 4, lớp 5 cũng thế. Nhưng mà lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông và đại học, thậm chí học sinh giỏi quốc gia lớp 12 vẫn cứ đi gì ạ, phân tích lại một cái bài đã học trong sách giáo khoa. Thế thì bây giờ lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông đang thay đổi theo tiểu học, tức là khi kiểm tra cuối năm đánh giá thì hay là thi cử ấy, hoàn toàn phải đọc hiểu văn bản mới. Vì vậy chúng ta phải dạy cho các em cái gì ạ? Cái tự tin vào chính mình khi các em làm bài kiểm tra đọc một cái văn bản mới. Trong giờ dạy học, thầy cô có thể bổ sung câu hỏi để tạo cơ hội cho học sinh phát huy khả năng suy luận, suy nghĩ độc lập. Đấy, ví dụ trước khi đọc văn bản chúng ta cũng có thể có câu hỏi dựa vào nhan đề và tranh để suy đoán. Thế thì thường là học sinh sẽ đọc cái bài đọc đấy ở nhà rồi, thì cô có thể có những cái câu hỏi khác. Hay là khi cô đọc mẫu chẳng hạn, tất nhiên vẫn có những cái tiết mà cô đọc mẫu chứ, hoặc trước khi nghe bạn đọc mẫu, cô giáo nêu thêm câu hỏi để cho học sinh là gì ạ? Lắng nghe nhưng phải hiểu là bạn đang đọc gì, bạn đọc ra sao để có thể trả lời câu hỏi. Thì tất cả những cái đấy nó chỉ là những cái kỹ thuật để giúp học sinh làm sao ạ? Tập trung vào cái việc đọc hiểu hơn. Trong giờ thì tổ chức đàm thoại giữa học sinh với học sinh, tức là làm việc nhóm hay là làm việc chung cả lớp giữa giáo viên với học sinh để tăng cường cái hoạt động thảo luận, chia sẻ, tranh luận để các em mạnh dạn hơn và các em tự tin hơn. Về đọc mở rộng thì như các thầy cô biết là chương trình thì yêu cầu là các em đọc phải đọc mở rộng, tự đọc thêm ấy khoảng 35 văn bản văn học và 18 văn bản thông tin, tức là 53 văn bản. Thế nhưng cái số liệu này cũng chỉ là có tính chất gợi ý, chúng ta không kiểm tra là các em có đúng 35 văn bản không, bởi vì là cái văn bản thì người ta nói là độ dài tương đương những cái bài đọc. Thế các em có thể đọc một văn bản nhưng nó rất dài thì nó có thể tính là nhiều văn bản rồi. Nhưng ở đây đưa ra để ý là gì ạ? Chúng ta chú trọng hướng dẫn học sinh đọc để mở mang hiểu biết, chứ không phải chỉ biết tròn trọn những cái bài đọc trong sách giáo khoa. Cái việc tổ chức đọc mở rộng như tôi nói lúc nãy là nhiều trước đây nhiều thứ cô cho em biết là cái kế hoạch dạy tiết đọc mở rộng như này được chưa? Thì tôi nói là không nên dự giờ và tiết đọc mở rộng, vì tiết này học sinh chủ yếu là làm việc thôi, mà làm việc thì trong sách giáo khoa hướng dẫn rất kỹ rồi, có bao rộng, có bao hoạt động. Một là đọc đi, thế các em mang sách đến đọc hoặc đổi sách cho nhau mà đọc. Hai là viết phiếu đọc sách đi. Đấy, viết những cái theo gợi ý của những phiếu rồi, viết cái gì theo mỗi mỗi tiết là có những gợi ý rồi trong phiếu đọc sách rồi. Rồi là gì ạ? Trao đổi cái điều mình thích thú của cái nội dung cái văn bản mình đọc đấy. Thế thì các em cứ làm theo ba hoạt động đấy thôi, cho nên giáo viên kiểm soát cái ba hoạt động đấy của từng nhóm học sinh thôi, chứ cô không phải giảng giải gì. Vì mục đích của tiết đọc mở rộng
là giúp học sinh từng bước hình thành phát triển thói quen và hứng thú đọc sách, phát triển kỹ năng tự đọc, tự học để mở rộng hiểu biết. Cái điều này rất là quan trọng. Lúc đầu ép các em đọc, các em có thể ì ạch như kiểu khoán ấy, nhưng đọc thấy hay thì các em sẽ gì ạ? Thích thú, hứng thú đọc, rồi là gì ạ? Mượn sách đọc, mua sách đọc, mở rộng hiểu biết, vốn từ, vốn ngôn ngữ, mọi thứ được phát triển theo qua cái văn hóa đọc này. Thời gian dành cho đọc mở rộng thì như tôi nói là cứ luân phiên giữa gì ạ, đọc thành tiếng, luân phiên giữa nói và nghe với lại đọc mở rộng, tức là cứ 2 tuần thì có một tiết đọc mở rộng để học sinh được chia sẻ. Mỗi tiết đọc mở rộng chúng tôi thiết kế hoàn toàn rất khác nhau, không tiết nào giống tiết nào. Đây có thể tôi chỉ đưa ra một vài ví dụ thôi. Đây là nhưng mà tiết nào các thầy cô cũng thấy có 3 mục nhé. Một là đọc này, 2 là viết phiếu này, 3 là gì ạ? Trao đổi này. Đấy, hoặc là đọc phiếu đọc sách để nhận biết cách viết này, sau đó là đọc một cuốn sách để viết theo cái phiếu đó này, rồi là gì ạ? Chia sẻ. Ví dụ như thế. Thì đều là những thiết kế khác nhau. Ở đây cũng là những hai tiết nữa của đọc mở rộng. Các thầy cô thấy là không tiết nào giống hệt tiết nào cả, để mỗi tiết là tạo cho các em một cái hứng thú riêng, một cái sự mới mẻ riêng. Đấy, cái phiếu đọc sách này là chúng tôi gợi ý thôi ạ, để các em biết là khi viết phiếu đọc sách chúng ta nên viết những cái mục gì. Đấy, các em có thể trình bày khác nhau. Còn trong sách bài tập thì chúng tôi đã thiết kế kiểu như này để cho các em dễ điền hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao cho 15 phút ạ. Bây giờ là cứ cho như là 9 rưỡi ạ. Thì đến 10 giờ kém 15 chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Xin chào các thầy cô. Các thầy cô có câu hỏi gì thì các thầy cô sẽ viết vào trong cái tin nhắn đấy, thì tôi sẽ giải đáp sau giải lao. Xin chào tạm biệt. Câu trong một đoạn văn. Vì vậy chúng tôi xếp kết từ ở cuối cùng là như thế. Và các thầy cô sẽ thấy cái bỏ qua cái tính hệ thống đi, bởi vì là gì ạ? Để phục vụ cho cái nội dung dạy học nó kết nối với nhau chặt chẽ thì nó làm cho cái kiến thức nó không bị cồng kềnh. Đó. Thế thì như vậy cái tuần đầu tiên luyện tập về danh từ, động từ, tính từ là nội dung ôn tập của lớp 4 ạ. Lấy lại kiến thức của lớp 4 ôn tập ngay tuần đầu tiên. Tuần thứ hai sẽ học về đại từ. Đó. Sau đó là luyện tập về đại từ. Tiếp theo học về từ đồng nghĩa. Rồi luyện tập về từ đồng nghĩa. Tiếp đến từ đa nghĩa. Rồi luyện tập về từ đa nghĩa. Khi các em bắt đầu học về được các từ loại rồi, đúng không? Rồi học về nghĩa của từ rồi. Tiếp tục các em được học về sử dụng từ điển để tra, để tìm hiểu nghĩa của từ. Nghĩa của từ nó có thể là đồng nghĩa, đa nghĩa ở trong từ điển người ta thể hiện đó. Đấy, cho nên chúng tôi xếp ngay sử dụng từ điển sau từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, đại từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa là như thế. Sau đấy các em được học về dấu gạch ngang, rồi luyện tập về dấu gạch ngang, học về biện pháp điệp từ, điệp ngữ, luyện tập về điệp từ, điệp ngữ, và cuối cùng là kết từ. Kết từ để chuyển sang tập 2, kỳ 2, học về câu đơn và câu ghép, cách nối các vế trong câu ghép. Rồi học về liên kết câu thì cũng vẫn thế, có 3 biện pháp, đó là liên kết bằng cách lập từ ngữ, liên kết bằng từ ngữ nối, liên kết bằng từ ngữ thay thế. Đó, và sau đó là cũng là đến cái tiết luyện tập về liên kết câu. Rồi luyện tập về đại từ và kết từ, chúng tôi bắt đầu lặp lại, như tôi nói là không học cuốn chiếu. Bởi vì học cuốn chiếu với học sinh tiểu học rất dễ quên, cho nên đến kỳ 2 là sau mỗi đơn vị kiến thức mới đều có luyện tập, nhưng mà chúng tôi sẽ cho luyện tập vòng 2 là như vậy. Thế các em sẽ được luyện tập về đại từ, kết từ, luyện tập về từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, luyện tập về câu ghép, luyện tập về dấu gạch ngang là những nội dung đã học rồi. Thế rồi các em được luyện viết tên riêng nước ngoài, rồi viết hoa danh từ chung thể hiện sự tôn trọng. Đó, thì viết hoa tên riêng nước ngoài chúng tôi cũng để cuối cùng, bởi vì nó gắn với cái chủ điểm thế giới trong ta đấy, thế giới của chúng ta, cho nên là tên riêng nước ngoài sẽ xuất hiện nhiều, đưa vào đây nó cũng sẽ không tạo cái cảm giác cồng kềnh. Đấy, và cuối cùng thì các em cũng lại luyện tập về liên kết câu trong đoạn văn. Đó, thế thì các thầy cô sẽ thấy là cái cách sắp xếp theo mạch là như thế, lý do là như thế. Và như vậy ở hết kỳ 1 chúng ta sẽ học về từ. Đến kỳ 2 chúng ta sẽ học câu, về câu và liên kết câu.
đó rồi là gì ạ, như tôi nói là tất cả các không phải chỉ có tiết luyện từ và câu riêng nhá, chúng ta mới học học về từ và câu, mà ở các tiết đọc, cái tiết học trong hai tiết ấy, cái bài thứ hai trong mỗi tuần ấy đều có luyện tập gắn với bài đọc, thực chất là một nửa tiết luyện từ và câu mà các em được hoàn toàn luyện tập. Trong cái nửa tiết luyện từ và câu này rất nhiều bài nó là mở rộng vốn từ đấy, gắn với lấy cái cớ là cái từ ở trong bài đọc để chúng tôi em cái gì ạ, cái nhận biết về cái hiện tượng đồng âm trong từ Hán Việt này, thế rồi mở rộng vốn từ theo chủ điểm này. Thế cho nên không có bài học riêng cho mở rộng vốn từ, nhưng ở các lớp học trước chúng tôi đã thống kê cái mở rộng, những bài tập mở rộng vốn từ nó nằm trong cái tiết luyện tập về từ và câu ấy, nó nằm trong cái tiết luyện tập theo văn bản đọc ấy, rất là dày đặc, tức là các em được mở rộng vốn từ rất là nhiều. Và quan điểm của sách kết nối thì không phải có chữ mở rộng vốn từ, có cái tiết học mở rộng vốn từ các em mới được mở rộng vốn từ. Bởi vì sao? Một cái bài thơ hay, một cái câu chuyện hay, một cái lời thoại hay, các em đọc, các em thấm thía ở trong cái tiết đọc ấy, nó là gì ạ? Là con đường mở rộng vốn từ hữu hiệu nhất, dễ dàng nhất, và có nó gọi là phải nói là thấm thía sâu sắc nhất nhé. Đó, thế thì các thầy cô nhìn thấy cách sắp xếp trong cái mạch luyện từ và câu như vậy. Bây giờ tôi chia sẻ với các thầy cô về định hướng và phương pháp dạy học luyện từ và câu. Thì lúc nay tôi đã đọc rồi, mỗi đơn vị kiến thức, tức là mỗi cái kiến thức mới về từ và câu ấy thì được thiết kế thành hai phần, tức là hình thành kiến thức rồi đến tiết luyện tập. Cứ một tiết hình thành kiến thức, một kiến thức nào đấy, sau đó là luyện tập. Thì cái điều này đã được thể hiện từ những cái lớp dưới rồi, lớp 4 rồi. Thế rồi đối với cái tiết hình thành kiến thức ấy, thì bắt đầu bằng những bài tập nhận diện, nhận diện phân tích, đúng không, có câu hỏi phân tích, sau đó là đi đến ghi nhớ cái kiến thức về từ và câu đó, và sau cái ghi nhớ đấy thì sẽ có một đến hai bài tập vận dụng củng cố kiến thức đã ghi nhớ. Thế rồi sau cái tiết hình thành đấy là đến tiết luyện tập, thì đặt ngay tiết tiếp theo là các em được luyện tập về cái đơn vị kiến thức đó. Đây là tranh, đây là minh họa trang sách ạ. Ví dụ học về bài từ đồng nghĩa thì các thầy cô thấy đây là cái tiết luyện tập, đây là cái tiết hình thành kiến thức thì có tên là từ đồng nghĩa đấy. Một là đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi, có hai câu hỏi, xong rồi là đến bài tập tiếp theo rồi đến ghi nhớ. Sau đấy, sau ghi nhớ chúng ta thấy có bài 3, bài 4 này là bài tập luyện tập sau ghi nhớ. Hay là bài từ đa nghĩa cũng thế, các thầy cô cũng sẽ thấy là có bài tập thứ nhất, rồi bài tập thứ hai để dẫn đến cho các em hiểu thế nào là từ đa nghĩa, rồi đi đến ghi nhớ. Sau ghi nhớ thì chúng ta cũng thấy có hai bài tập luyện tập củng cố, đúng không ạ? Thế và sau mỗi tiết về từ đồng nghĩa thì có tiết luyện tập về từ đồng nghĩa. Sau tiết về từ đa nghĩa thì có tiết luyện tập về từ đa nghĩa. Đấy thì đấy chúng ta sẽ nhìn trên màn hình là như thế. Về đại từ thì lúc nãy các thầy cô chúng ta thấy là cả sách giáo khoa cũ, cả chương trình cũ, sách giáo khoa cũ với chương trình mới, sách giáo khoa mới đều dạy về đại từ. Thế nhưng cũng có một chút khác, tức là nếu như trong sách 2000, chương trình 2000 đấy, chúng ta thấy là học về đại từ, xong chủ yếu là cho các em nhận biết về đại từ xưng hô, chỉ nói đến cái tên đại từ xưng hô thôi. Thế nhưng mà theo chương trình mới lại có học đại từ với ba loại, là đại từ xưng hô, đại từ thay thế và đại từ nghi vấn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trước đây ở trung học cơ sở thì các em đại học mà có các em được học đại từ tiếp theo, cho nên là đại từ thay thế và đại từ nghi vấn học ở trung học cơ sở. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đưa xuống dưới cấp tiểu học này. Cũng như vậy, cũng sẽ có những cái đơn vị kiến thức ở cấp tiểu học chúng ta lại đưa lên cấp trên. Cụ thể là chúng ta không học cấu tạo từ, không học từ đơn, từ phức, từ ghép, từ lái gì ở tiểu học cả. Đó, thế thì như vậy là so với sách 2000 thì đại từ chúng ta đã học là gì ạ? Không chỉ đại từ xưng hô mà còn học về đại từ thay thế và đại từ nghi vấn nữa, là những đại từ mà các em sử dụng thường xuyên trong đọc viết nói nghe hàng ngày đấy, cho nên là có cái bài về đại từ.
Chúng tôi cũng có một cái bài khái quát về đại từ. Các em nhận diện chung là đại từ có ba cái loại như vậy, đúng không? Thế rồi sau đó là chúng tôi lại đến những cái tiết luyện tập về đại từ sau đó nữa. Thì trong mỗi tiết thì sẽ có luyện tập sâu về từng nhóm đại từ, đại từ nghi vấn hay là thay thế hay là xưng hô. Đấy, còn cái bài tập đầu tiên là nhận diện chung về đại từ, nó có gì ạ? Có cái công dụng là dùng để thay thế, như là vậy, đó, này, hay là dùng để nghi vấn, đúng không? Dùng để hỏi như là ai, gì, nào, sao, bao nhiêu, đâu. Thế hoặc là xưng hô như là tôi, tớ, chúng tôi, chúng tớ, mày, chúng mày, vân vân. Thế. Thế thì cái tiết đại từ này chúng tôi sẽ dựng một cái băng hình để sau đó các thầy cô xem. Tất cả những cái nội dung, tất cả những cái băng hình ấy, thì chúng tôi đều chọn những cái nội dung mà có thể là khó, có thể là mới, có thể là có những thay đổi để các thầy cô xem và tham khảo và chia sẻ, trao đổi. Thế thì dạy cái kiến thức về từ và câu, dù là từ hay câu ấy, dù là từ vựng hay ngữ pháp ấy, thì chúng tôi cũng chú trọng vào nghĩa, vào cách dùng, vào cái thực hành sử dụng những cái hiện tượng về từ và câu đó. Ví dụ đây là cái tiết luyện tập về đại từ, cái tiết vừa rồi, cái trang sách trên màn hình lúc nãy là, lúc nãy các thầy cô vừa nhìn, đây là cái bài nhận biết, đúng không, về đại từ. Thế sau đó là đến luyện tập về đại từ. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là các em sẽ được luyện tập về đại từ nghi vấn hay là đại từ thay thế, rồi là đại từ xưng hô. Thế trên màn hình thì cái cách ghi nhớ, chúng tôi cũng hướng đến cách ghi nhớ ngắn gọn hơn so với sách trước đây. Thì trên màn hình là sách 2000, thì cái ghi nhớ về kết từ chẳng hạn, nhớ là cái quan hệ từ. Trong sách 2000 thì đến chương trình mới, sách giáo khoa mới gọi là kết từ, tất cả các sách đều gọi là kết từ. Đấy, thế thì chúng ta thấy là cách ghi nhớ nó ngắn gọn hơn rất là nhiều. Thì chúng ta có thể so sánh giữa khi các thầy cô có sách trong tay ạ. Nội dung thì như nhau nhưng mà cách viết thì sẽ ngắn gọn hơn. Học sinh sẽ cảm giác là nó nhẹ nhàng hơn. Đây là bài về kết từ. Đây là bài về kết từ. Đây là luyện tập về kết từ. Về điệp từ, điệp ngữ cũng là một nội dung mới trong chương trình môn tiếng Việt ở lớp 5. Đó, như tôi nói là ví dụ như là cấu tạo từ thì không học ở tiểu học nữa. Thế nhưng chúng ta thấy có một số đơn vị mới, ví dụ như là điệp từ, điệp ngữ chẳng hạn. Thế thì đây cũng là một cái đơn vị kiến thức quan trọng để các em cảm nhận được là có những bài thơ, có những câu thơ, có điệp từ, điệp ngữ lặp lại thì ý nghĩa nó là gì. Đấy, bởi vì nó là một cái gì ạ? Một biện pháp nghệ thuật trong của ngôn từ. Thì cho nên các em cảm nhận được thì các em cũng có cơ hội để hiểu được cái những cái tín hiệu nghệ thuật trong tác phẩm văn học, dù là văn xuôi hay là thơ đều có thể sử dụng điệp từ, điệp ngữ. Và khi các em viết văn, các em cũng có thể thực hành, đúng không, sử dụng điệp từ, điệp ngữ để muốn nhấn mạnh cái điều mình muốn nói. Về hình thành kiến thức, chúng tôi thường bắt đầu cái việc hình thành kiến thức bất kỳ một cái đơn vị kiến thức ngôn ngữ nào, dù từ vựng hay ngữ pháp ấy, thì chúng tôi cũng cố gắng là hãy bắt đầu từ những cái điều đơn giản nhất để thuận lợi cho học sinh trong nhận thức, trong nắm bắt, không cảm giác là nó khó khăn hàn lâm nữa. Đấy, tôi ví dụ bài về câu đơn câu ghép, cái bài này thì tôi cũng đã giới thiệu khi giới thiệu sách rồi thì các thầy cô chắc cũng đã nghe. Thế nhưng mà nếu như câu đơn câu ghép mà chúng ta đưa ra một cái đoạn văn ý, xong bảo là đâu là câu đơn đâu câu ghép ý, thì sẽ rất là khó. Đấy là bước thứ hai chúng tôi mới làm. Bước đầu tiên chúng tôi đưa những hiện tượng câu rời các em dễ nhìn hơn. Ví dụ như là để nhận biết câu đơn và câu ghép, đọc các câu sau và thực hiện yêu cầu. Ví dụ A, trời không mưa, chấm, ruộng đồng khô hạn nứt nẻ. Ví dụ B, trời không mưa nên ruộng đồng khô hạn nứt nẻ. Thế thì các em dễ dàng nhận ra là ví dụ A gồm hai câu, ví dụ B chỉ có một câu thôi. Nhưng nội dung của nó thì là một câu này lại bao hàm trọn vẹn
nội dung của hai câu ở ví dụ A. Thế thì chỉ cần đọc thế là các em đã hiểu đấy, cái ví dụ B là câu ghép hai câu ở ví dụ 1. Thế và cái bài tập là xác định chủ ngữ vị ngữ của mỗi câu ở ví dụ A. Bài này học sinh làm bay đi, bởi vì các em đã học ở lớp 4 về các hai thành phần chính của câu rồi. Rồi câu ở ví dụ B có mấy cụm chủ ngữ vị ngữ? Đấy, các em trả lời được ngay bởi vì nó là phép cộng của hai câu ở ví dụ A rồi, sẽ trả lời được ngay là có hai chủ ngữ, có hai vị ngữ đúng không? Hay là có hai cụm chủ ngữ vị ngữ. Từ nên có tác dụng gì trong câu? Đấy, rõ ràng là trời không mưa nên ruộng đồng khô hạn, nối hai câu trên bằng từ nên các em hoàn toàn. Cho nên các thầy cô sẽ thấy là dạy rõ ràng kiến thức về từ và câu, kiến thức ngữ pháp nhưng có cách tiếp cận như vậy, rất đơn giản, rất dễ hiểu, rất dễ nhận ra, thì các em sẽ thấy là không khó khăn gì. Thì sau đấy chúng tôi mới đến cái bước là gì ạ? Xác định câu có hai cụm chủ ngữ vị ngữ trong đoạn dưới đây. Đấy, tức là các em cũng sẽ phải nhặt ra câu có một cụm chủ vị, câu có hai cụm chủ vị, đúng không? Đấy, ví dụ như thế. Thế cho nên là nếu như trước đây chúng ta thường bắt đầu bằng một đoạn văn bảo là xác định chủ ngữ vị ngữ hay là gì đó, thì bây giờ tôi cho nó là cái bước thứ hai. Bước đầu nó là một cái hiện tượng cực kỳ dễ dàng, cho thuận lợi cho học sinh trong nhận thức về câu đơn câu ghép. Sau đấy đến ghi nhớ, sau đến đến mới thực hành. Đấy, rồi cái đến đến đặt câu cũng có hai bài tập thực hành sau ghi nhớ. Sau cái tiết nhận diện câu đơn câu ghép, phân biệt câu đơn câu ghép đó, thì tiết tiếp theo gọi là luyện tập về câu ghép. Đấy, thì các thầy cô sẽ thấy cái cấu tạo cấu trúc là như thế. Về phương pháp dạy học luyện từ và câu thì các thầy cô như tôi nói, mỗi lần thay sách là mỗi lần chúng ta cố gắng đổi mới dạy học theo cái hướng tốt hơn cho học sinh. Nếu như ở tất cả các cấp trước đây, trong giờ giáo viên nói rất nhiều, giảng rất là nhiều, học sinh cứ đem một đầu óc trống rỗng đến để nghe thầy giảng, nghe cô giảng, thì bây giờ chúng ta lại chú trọng cái việc là cho các em cái khả năng, cái kỹ năng, cái năng lực tự học. Đấy, thế cho nên là trong giờ học cứ để học sinh tự làm một mình, tự làm với nhau, rồi trình bày, chia sẻ, sai đâu bắt đầu cô mới bắt đầu từ đấy, đúng không? Như vậy chúng ta hãy bắt đầu từ những cái mà học sinh chưa biết đấy, để mà gì ạ, nói cho, hướng dẫn cho các em biết đấy, chứ không là chúng ta sẽ lại bắt đầu coi như học sinh không biết, chúng ta cứ phải nói hết thì rất là mệt mỏi. Bài học luôn thiết kế từ những cái điều mà học sinh quan tâm, những điều các em đã biết, muốn biết, sau đó hướng vào những kiến thức các em cần biết, cần nắm chắc. Nó là nội dung trọng tâm của bài học. Và để cho các em hào hứng đối với luyện từ và câu thì các thầy cô sẽ thấy là sách luôn luôn chú trọng những ngữ liệu hay, tươi, mới, hấp dẫn. Các thầy cô sẽ thấy là chúng tôi thấy là tất cả những cái ngữ liệu dạy, để dạy về luyện từ và câu ấy, là chúng tôi luôn lấy những ngữ liệu trong tác phẩm văn học của những nhà văn nổi tiếng, của những cái bài đọc hay, để các em nhận diện ra cái hiện tượng ngôn ngữ nó đã được gì ạ, trau chuốt, đã được hàm xúc rồi, có tính biểu cảm, có tính hình ảnh rồi. Thế cho nên là nếu mà mình viết nôm na ấy, thì các em cũng nhận diện được, nhưng mà nó chỉ là nhận diện được hiện tượng kiến thức ngôn ngữ thôi, còn cái chất tươi mới, cái sinh động, cái những áng văn đẹp ấy, các em lại lại bớt mất đi cái cơ hội tiếp xúc đấy, cho nên là ý nghĩa là như thế. Trong các bài học, nội dung kiến thức về từ và câu được hình thành phát triển một cách tự nhiên thông qua hoạt động thực hành giao tiếp, giúp học sinh huy động hiểu biết, trải nghiệm để nhận thức kiến thức mới. Cho nên với tất cả các bài học, tôi nghĩ rằng các thầy cô nên để học sinh tự làm đã nhá. Xong rồi khi các em làm, bắt đầu có va chạm những cái đã làm được, những cái chưa làm được, những cái mình đã biết, những cái mình chưa biết, lúc đấy bắt đầu các em phải tư duy, bóp đầu bóp trán, phải trao đổi, tự tìm, không tìm được, không giải đáp được, lúc đấy thầy cô mới xuất hiện để gì ạ, gợi ý, để gì ạ, đẩy lên, đúng không? Để khích lệ, để cho các em tự phát hiện ra, hoặc là giảng giải cho các em hiểu.
Như vậy dạy kiến thức về từ và câu ấy, gọi là kiến thức ngôn ngữ học đấy, không còn quá chú trọng vào những khái niệm lý thuyết hàn lâm nữa. Các em sẽ phát huy được tính tích cực chủ động của người học thông qua các hoạt động học tập phù hợp với đặc điểm nhận thức và cách học của học sinh tiểu học. À, chúng ta thấy là cái việc nghe ấy, người lớn nghe, các thầy cô nghe một cái buổi hôm nay, tôi cho rằng là không có tác dụng nhiều đâu, bởi vì là không ai nghe một chiều. Chúng ta tập huấn online có cái hay là gì ạ? Chúng ta thấy là đỡ đi lại cái vất vả này, đúng không? Rồi tốn kém này, hội trường thuê mướn này. Thế nhưng mà nó cũng có cái dở, tức là có cái thầy cô cũng muốn hỏi ngay, hoặc tôi cũng muốn mời các thầy cô phát biểu để cho nó có tương tác, nhưng không được. Thế vì vậy là tôi cứ nói và các thầy cô cứ phải nghe. Và như thế thì chúng ta sẽ thấy là nghe mãi nó rất là mỏi mệt. Thế học sinh tiểu học cũng cứ nghe giảng, ấy, thì các em cũng rất là khó khăn với các em. Cho nên là cứ làm đi. Vậy thì cái bài tập phải được thiết kế sinh động. Đấy, phải được thiết kế sinh động thì mới giúp các em có thể hào hứng học tập được. Đấy, cho nên là ngữ liệu phải hay, hình thức bài tập phải thiết kế bắt mắt, rồi là gì ạ, dễ hiểu, dễ nhìn, dễ nhận thức, thì các em mới có thể hào hứng học tập cái luyện từ và câu này được. Bây giờ các thầy cô nhìn trên màn hình là cái tiết mà các thầy cô sẽ được xem một cái băng hình một cô giáo dạy thử nghiệm. Cái tiết này cô giáo dạy thử nghiệm là cô đã chủ động thiết kế trên cái trang sách giáo khoa mà chúng tôi photo cho cô giáo, trên cái trang sách giáo viên mà chúng tôi cũng photo cho cô giáo. Tức là cô cũng không biết đằng trước đằng sau cả cái quyển sách đấy dạy cái gì, vì là cũng phải 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 quay băng từ sớm trước khi cái sách chính thức được 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 in ấn mà. Thế cho nên đây là cái trang sách, mà đây là cái bài tiết học đại từ, đây là cái tiết học về đại từ và sẽ được cô giáo thể hiện trên băng hình. Các thầy cô sẽ thấy là tiết 1, bài tập thứ nhất, những từ in đậm trong mỗi câu sau được dùng để thay thế cho từ ngữ nào. Như vậy chúng ta sẽ hình dung đây là học đại từ thay thế trước. Sau đấy là bài tập thứ hai là trong những đoạn trích dưới đây, từ nào được dùng để hỏi. Như vậy sẽ học đại từ gì nhỉ? Đại từ nghi vấn là thứ hai. Bài tập thứ ba, đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi. Đấy, thế thì trong câu hỏi là các từ in đậm trong câu chuyện trên được dùng để làm gì? Trong số các từ đó, những từ nào chỉ người nói, những từ nào chỉ người nghe? Như vậy, bài tập thứ ba sẽ là tìm hiểu giúp em nhận biết về đại từ xưng hô trong giao tiếp. Thế thì cô giáo sẽ tổ chức cho học sinh thực hiện ba bài tập này như thế nào? Cô giáo có giảng giải trước không? Hay là cô để cho học sinh đọc bài tập, đọc yêu cầu, rồi tự làm, rồi trình bày nhá. Sau mỗi bài tập, tức là sau mỗi mỗi bài tập, tức là sau mỗi loại, mỗi nhóm đại từ ấy, thì cô củng cố bằng cách nào? Cô có ra thêm bài tập không? Hay cô có cái câu hỏi chốt như thế nào? Đấy, rồi là sau ghi nhớ ấy, cô giáo cho học sinh nhận biết ghi nhớ ra sao? Rồi sau ghi nhớ thì cái bài tập luyện tập đấy được triển khai như thế nào? Thế thì những cái gì mà thầy cô giáo thêm vào chốt ấy, thì hoàn toàn đấy là cái sáng tạo của cô giáo. Bởi vì chúng tôi chủ yếu chỉ là gì ạ? Thiết kế ra nội dung cơ bản ở trong một tiết học thôi, không thể có một cái thêm một cái bài tập được. Chúng tôi thêm vào thì sẽ là gì ạ? Gây cảm giác nặng nề, bởi vì cái tiết học này chúng ta sẽ dạy ở rất nhiều vùng miền khác nhau. Thế thì cái tiết học này đã được diễn ra ở Hà Nội, trên đối tượng học sinh chắc chắn là cái điều kiện cũng như là cái năng lực của các em có thể là sẽ hơn ở một số trường nào đấy, ở một số vùng miền nào đấy, cho nên là cô giáo sẽ có cách làm phù hợp với đối tượng của các thầy cô giáo. Còn các thầy cô xem băng, chúng ta chỉ có tính chất là tham khảo, xem cô giáo tổ chức hoạt động học như thế nào, học sinh học có được không. Bài này nếu các thầy cô dạy trên học sinh của mình thì chúng ta cần rút kinh nghiệm những gì.
Đó, thế thì sau đây các thầy cô nếu có sách trong tay chúng ta sẽ mở cái bài đại từ này ra. Thế và chúng ta sẽ sau đây chúng ta sẽ xem giáo viên đã triển khai tiết dạy này như thế nào. Các thầy cô nên hiểu rằng cái tiết này chúng tôi đã cắt đi, cô giáo vẫn dạy đầy đủ cả một tiết nhưng chúng tôi phải lược đi những cái thời gian học sinh ngồi làm bài chẳng hạn, thì để cho các thầy cô xem băng nó nhanh ấy, nó ngắn gọn, nó không hết 35 tiết phút ấy, cho nên chúng tôi đã cắt cắt đi rất là nhiều những cái đoạn mà học sinh ngồi tự làm này, đúng không? Hay là những cái đoạn mà chúng ta gọi là râu ria đây, đúng không? Để cho nó ngắn gọn các thầy cô xem cho nhanh. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ. À, vâng, thế bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị xem băng. Mời cả lớp mình ngồi. Mời bạn lớp trưởng bắt nhịp cho cả lớp chúng mình hát một bài để chúng ta bắt đầu một ngày học thật vui vẻ nhé. Cảm ơn cả lớp chúng mình. Bây giờ chúng mình bắt đầu bài học ngày hôm nay được chưa? Rồi ạ. Mở đầu bài học ngày hôm nay, cô mời cả lớp chúng ta hãy gặp ba bạn rất là đáng yêu, vừa quen mà lại vừa lạ. Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Cô mời ba bạn nhỏ đáng yêu của chúng mình nào. Mọi người thường dùng tôi để đặt tên cho các sự vật, hiện tượng tự nhiên, cây cỏ, hoa lá. Đố các bạn, tôi là ai? Các con đã nghe thấy bạn miêu tả về mình chưa? Rồi ạ. Các con đoán xem bạn mình tên là gì? Mời bạn Lan Chi nào. Tớ nghĩ cậu tên là danh từ. Chính xác rồi. Một bạn nào có thể lấy ví dụ về danh từ được không? Tớ mời bạn Nam Phong nào. Ví dụ về danh từ thì tớ nghĩ là một trong những từ như là bàn, ghế, hoa, lá, bảng, phấn. Ví dụ về danh từ là bảng, phấn, tủ, bàn, ghế, máy tính. Chính xác rồi đấy, tớ cảm ơn. Đúng ví dụ. Gặp bạn nhỏ thứ hai, cả lớp đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Mời con. Mọi người thường dùng tớ để miêu tả được các đặc điểm của sự vật, hoạt động, trạng thái. Tớ là ai vậy? Tớ mời bạn Thiên Phú. Tớ nghĩ cậu là tính từ, có phải không? Đúng rồi ấy. Tớ mời một bạn lấy ví dụ về tính từ nào. Tớ mời bạn Lê Huy. Ví dụ tính từ là ngắn, dài, cao, thấp. Đúng rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã lấy đúng ví dụ về tính từ. Cô rất khen cả lớp các con đã nhớ được hai người bạn của chúng ta. Bây giờ chúng mình cùng đến với bạn nhỏ cuối cùng nhé. Cô mời con. Khi các bạn gọi tên các hoạt động hoặc trạng thái, ấy là lúc các bạn đang nhắc đến tôi. Đố mọi người biết tôi là ai? Mời bạn Linh B. Cậu có phải là động từ hay không? Đúng rồi đấy, tên tớ chính là động từ. Tớ mời một bạn lấy ví dụ về động từ nào. Tớ mời bạn Anh Tuấn. Các ví dụ về động từ là chạy, nhảy, xem. Đúng rồi, bạn đã lấy ví dụ đúng về động từ. Cô khen cả lớp chúng mình đã nhớ và lấy được đúng ví dụ về các bạn nhỏ mà chúng ta đã học ở lớp 4, đó là danh từ, động từ, tính từ. Bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một loại từ mới, đó chính là đại từ.
cô mời cả lớp mở vở ghi bài nào. Các con đã sẵn sàng để chúng mình tìm hiểu về bạn đại từ ngày hôm nay chưa? Rồi ạ. Mở đầu bài học ngày hôm nay, cô mời chúng mình cùng xem một đoạn video. Các con hãy quan sát những hình ảnh trên video và cho cô biết con ghi nhớ và ấn tượng nhất về hình ảnh nào nhé. Cô mời chúng mình cùng xem video ạ. Đoạn video vừa rồi, các con nhớ và yêu thích cái hình ảnh nào nhất? Nào cô mời à? Cô mời bạn Châu nào. Thưa cô, con thích nhất hình ảnh vàng óng vì đó là một màu vàng sáng, đẹp và con cảm giác nó rất yên bình ạ. À, một cái cảm nhận rất là đúng, rất là tốt và rất là đẹp về quê hương đất nước mình đúng không các con? Thế còn những bạn khác thì sao? Con ghi nhớ và ấn tượng về hình ảnh nào? Có bao nhiêu hình ảnh đã xuất hiện ở trên video đâu mà. Nào, cô mời bạn Lan Chi. Con thưa cô là con thích nhất là hình ảnh những bạn nhỏ chạy nhảy trên đồng lúa và chơi thả diều ạ. À, vì sao con lại yêu thích cái hình ảnh đó? Con thưa cô, con yêu thích hình ảnh đó vì nó gợi lại cho con những ký ức đẹp ở trong tuổi thơ ạ. À, rất là tốt. Các con ạ, hình ảnh quê hương tươi đẹp đã được ghi lại trong 3 ví dụ ở bài tập số 1. Cô mời một bạn đọc lại 3 ví dụ này và nêu cho cô các từ in đậm đã được sử dụng trong 3 ví dụ. Cô mời một bạn đọc câu nào. Cô mời bạn là Lam nhé. Con thưa cô, câu A, nắng vàng óng, lúa cũng vậy. Câu B, cây tre cách này cao và thẳng, cây kia cũng thế. C, cánh rừng vàng ruộng, báo hiệu một mùa, vụ mùa bội thu. Đó là thành quả lao động vất vả, một nắng hai sương của các cô bác nông dân. Trong câu A, từ in đậm là từ vậy. Còn trong câu B, từ in đậm là thế ạ. Còn câu C, từ đó là từ in đậm ạ. Cô cảm ơn bạn Lam. Nào, các con ơi, trong 3 đoạn văn này thì có một cụm từ cô muốn các bạn giải thích cho cô. Các con hiểu thế nào là một nắng hai sương? Nào, ai hiểu thế nào là một nắng hai sương? Nào, nào cô mời bạn Phúc Lâm. Con thưa cô, con hiểu từ một nắng hai sương là các bác nông dân lao động vất vả từ sáng đến tối để ra được thành quả là cánh đồng vàng ruộng ạ. Rất là tốt, bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của cụm từ một nắng hai sương rồi đấy. Các con đã hiểu ý nghĩa của những ví dụ trong bài tập số 1 chưa? Rồi ạ. Và với bài tập số 1 này, cô sẽ dành cho chúng mình hai câu hỏi để tìm hiểu bài. Cô mời một bạn đọc cho cô hai câu hỏi này. Cô mời bạn Thư Lê nhé. Vâng thưa cô, là câu hỏi 1, từ in đậm trong mỗi câu được dùng để thay thế cho từ ngữ nào? Câu hỏi 2, cách dùng từ như vậy có tác dụng gì? Các con đã rõ yêu cầu của bài tập này chưa? Rồi ạ. Và với bài tập này, chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận nhóm 4 và thể hiện kết quả trong phiếu bài tập nhóm. Thời gian thảo luận của chúng mình là 2 phút. Mời cả lớp chúng ta cùng làm việc nhóm nào. Đã hết thời gian thảo luận nhóm, cô mời cả lớp chúng ta cùng hướng lên màn hình để lắng nghe phần trình bày của các nhóm bạn nhé. Nào, với câu hỏi thứ nhất,
Từ in đậm trong mỗi câu được dùng để thay thế cho từ ngữ nào? Cô mời một bạn lên bảng trình bày cho cô nhé. Cô mời Bảo Trúc nào. Con thưa cô, trong câu A, từ vậy thay thế cho vàng óng. Trong câu B, từ thế thay thế cho cao và thẳng. Trong câu C, từ đó thay thế cho cánh đồng vàng ruộng. Con xin hết. Các bạn đã lắng nghe phần trình bày của nhóm bạn mình chưa? Rồi ạ. Cảm ơn con. Có nhóm nào có ý kiến khác so với nhóm bạn mình không? À, cô mời nhóm của bạn Bảo Hương Trọng. Con thưa cô, nhóm con ở câu C, nhóm con có ý kiến là từ đó con có thể thay thế cho một vụ bội thu ạ. Có được không các bạn? Được. Vậy bây giờ các con hãy cô Mai hỏi này. Ở câu A, nếu không sử dụng từ vậy để thay thế thì câu văn này sẽ viết như thế nào? Cô mời Lê. Con thưa cô, nếu không dùng vậy để thay thế thì câu văn sẽ thành nắng vàng óng, lúa cũng vàng óng ạ. Có đúng không cả lớp? Còn ở câu B thì sao? Nếu không dùng từ thế thì câu sẽ là như thế nào? Cô mời bạn Quang Tùng. Con đưa cô, nếu không dùng từ thế thay thế thì câu văn sẽ cây tre này cao và thẳng, cây kia cũng cao và thẳng. Có đúng không các bạn? Thế còn ở câu C, nếu không dùng từ đó để thay thế thì câu văn sẽ như thế nào? Cô mời bạn Lê Huy. Con thưa cô, nếu mà không dùng từ đó để thay thế thì câu C sẽ là cánh đồng vàng ruộng báo hiệu một vụ mùa bội thu. Cánh đồng vàng ruộng là thành quả lao động vất vả, một nắng hai sương của các cô bác nông dân. À, đúng rồi đấy các con ạ. Và ở câu C còn một phương án khác là từ đó có thể thay thế cho toàn bộ câu thứ nhất và câu văn sẽ trở thành cánh đồng vàng ruộng báo hiệu của một vụ mùa bội thu. Cánh đồng vàng ruộng báo hiệu một vụ mùa bội thu là thành quả lao động vất vả, một nắng hai sương của các cô bác nông dân. Và trong bài tập số 1, những từ được dùng để thay thế như vậy, thế, đó được gọi là đại từ thay thế. Và cách dùng đại từ thay thế như vậy có tác dụng gì? Cùng người bạn là gì? Con thưa cô, việc sử dụng đại từ thay thế trong câu văn có tác dụng làm cho câu văn nó gọn hơn, tránh lặp lại từ ngữ đã sử dụng. Đúng rồi đấy các con ạ. Cô khen, các con đã hiểu, đã biết được tác dụng của việc sử dụng đại từ thay thế. Bây giờ cô có một ví dụ. Các con hãy lắng nghe và tìm cho cô trong đoạn văn này thì đại từ thay thế là từ nào. Các con nghe rõ câu chưa? Rồi ạ. Chúng mình cùng. Mưa từ đâu, cỏ lá tốt tươi từ nhỏ, xíu sức bầy voi, luôn luôn là những vùng đất no đủ, nơi chúng có thể sống những ngày sung sướng, bù lại thời gian đói khát của mùa thu. Vì thế, bầy voi cứ đeo sau những cơn mưa mà đi, đó là luật lệ của rừng. Bạn nào nhanh đã tìm được những đại từ thay thế được sử dụng trong đoạn văn? Cô mời Linh Lê. Con thưa cô, những đại từ thay thế được sử dụng trong đoạn văn trên là từ thế và từ đó. Từ thế thay thế cho phía trước bầy voi luôn luôn là những vùng đất no đủ, nơi chúng có thể sống những ngày sung sướng, bù lại thời gian đói khát của mùa thu. Và từ đó thay thế cho bầy voi cứ theo sau những cơn mưa mà đi ạ. Cô rất là khen, bạn Linh đã hiểu và tìm đúng các đại từ thay thế được sử dụng trong đoạn văn này. Vậy là các con đã hiểu rõ thế nào là đại từ thay thế rồi đúng không? Và đại từ còn được sử dụng trong những trường hợp nào nữa? Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Ở bài tập số 2, cô có 3 đoạn trích kèm với những hình ảnh minh họa rất là đáng yêu. Cô mời chúng mình cùng theo dõi nội dung bài tập số 2 nào. Cốc cốc cốc, ai gọi đó, tôi là thỏ. Bé nằm ngẫm nghĩ, nằm ngủ ở đâu, nằm ngủ nhà nắng, mai lại gặp nhau. Dù nào phượng vĩ, nở nọ trời, ở khắp nơi nơi, về đêm ra giả. Cả lớp đã
nghe được đoạn trích ở bài tập số 2 chưa ạ? Rồi ạ. Và cả lớp cho câu hỏi này, trong ba đoạn trích này từ nào được dùng để họ? Cô mời bạn là Trâm. Con thưa cô, trong câu A từ được dùng để hỏi là từ ai ạ? Trong câu B từ được dùng để hỏi là từ ở đâu? Trong câu C từ được dùng để hỏi là từ mùa nào ạ? Mùa nào? Với bạn thì từ mùa nào trong câu C là từ dùng để hỏi? Các bạn khác có ý kiến gì không? Cô mời bạn Trinh nào. Con thưa cô, ý kiến của con là ở câu B từ để hỏi là từ đâu, ở câu C từ để hỏi là từ nào. Đúng rồi đấy các con ạ. Trong ba ví dụ ở bài tập số 2, các từ ai, đâu, nào được dùng để hỏi và chúng được gọi là đại từ nghi vấn. Bây giờ chúng mình hãy cùng thảo luận nhóm 4, tìm thêm cho cô những từ được dùng để hỏi mà các con đã biết. Mời thời gian thảo luận nhóm 4, 2 phút bắt đầu. Cô mời đại diện một nhóm trình bày những từ để hỏi mà nhóm con đã tìm được. Cô mời nhóm bạn Lan. Con thưa cô, nhóm con tìm được một từ là từ mấy ạ? Cô rất là khen nhóm bạn Lan. Nhóm nào có từ khác? Cô mời nhóm con nào. Con thưa cô, ở nhóm con có từ sao? Cô mời thêm một nhóm nữa nào. Cô mời nhóm của bạn Lân. Con thưa cô, nhóm con tìm được từ bao nhiêu ạ? Đúng rồi, cô mời con mang thẻ lên bắn. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về hai loại đại từ, đó là đại từ thay thế và đại từ nghi vấn. Còn một nhóm loại đại từ nữa chúng ta cùng tìm hiểu ở bài tập số 3, xem đó là loại đại từ nào các con nhé. Cô mời chúng mình cùng hướng mắt lên bảng để theo dõi nội dung bài tập số 3 nào. Hạt thóc được mẹ lúa yêu thương, chiều sắc đen rất yêu, thóc nói với ngô, khoai, sắn: tôi là hạt vàng đấy các bạn ạ, chẳng ai bằng tôi được. Ngô liền nói: cậu ơi, tớ nghĩ cậu chỉ là hạt vàng khi ở trên cánh đồng này thôi, còn nếu ở trong Bắc Cung chắc chắn cậu sẽ bị vấp bỏ ra ngoài. Hạt thóc nghe xong im lặng. Nào các con hãy quan sát lại nội dung câu chuyện và cho cô biết trong câu chuyện này những từ in đậm được dùng để làm gì, và trong các từ đó thì từ nào dùng để chỉ người nói, từ nào dùng để chỉ người nghe. Cô mời chúng mình cùng phát biểu ý kiến nào. Cô mời bạn Thiên Phú. Con thưa cô, theo con những từ in đậm trong bài dùng để xưng hô và những từ để chỉ người nói là tôi và tớ, còn những từ để chỉ người nghe là từ bạn và từ cậu ạ. Cô khen bạn cũng đã trả lời đúng rồi đấy. Bây giờ cô hỏi này, cụ thể trong lời nói của thóc thì từ nào dùng để chỉ người nói, còn từ nào dùng để chỉ người nghe ấy? Cô mời bạn Trâm nào. Con thưa cô, trong lời nói của thóc, từ tôi được dùng để chỉ người nói, từ bạn được dùng để chỉ người nghe. Thế còn trong lời nói của Ngô thì sao? Con thưa cô, trong lời nói của Ngô, từ cậu được dùng để chỉ người nghe, từ tớ được dùng để chỉ người nói ạ. À, cô rất là khen bạn Trâm đã trả lời đúng rồi đấy. Các con ạ, trong nội dung câu chuyện hạt thóc thì từ tôi, từ tớ được dùng để chỉ người nói, còn từ bạn và từ cậu được dùng để chỉ người nghe, và chúng được gọi là đại từ xưng hô đấy các con ạ. Các con cho câu hỏi này, trong giao tiếp hàng ngày các con còn dùng những từ nào khác để xưng hô với ông bà, bố mẹ, thầy cô và bè bạn? Cô mời bạn Lan Chi. Con thưa cô, trong giao tiếp hàng ngày con thường dùng từ chị để xưng hô với em của mình, dùng từ con để xưng hô với bố mẹ và thầy cô ạ. Cô mời bạn khác nữa nào.
Cô mời bạn Linh A. Con thưa cô, con dùng từ cháu để xưng hô về ông bà. Đó là những từ chúng ta thường dùng để xưng hô, đúng không các con? Vậy là chúng ta đã hoàn thiện nội dung phần kiến thức về đại từ. Bạn nào cho cô biết đại từ thường được dùng để làm gì? Cô mời bạn Phú. Con thưa cô, theo con đại từ thường được dùng để thay thế, nghi vấn và xưng hô ạ. Cô khen bạn Phú đã trả lời rất đúng. Các con ạ, đại từ là những từ được dùng để thay thế, dùng để nghi vấn và dùng để xưng hô. Chúng ta sử dụng đại từ rất nhiều trong đời sống hàng ngày, đúng không các con? Và đó chính là nội dung bài học ngày hôm nay. Cô mời một bạn đọc cho cô phần ghi nhớ nào. Cô mời bạn Trâm. Ghi nhớ, đại từ là từ dùng để thay thế như thế, vậy, đó, này là đại từ thay thế. Để hỏi như ai, gì, nào, sao, bao nhiêu, đâu là đại từ nghi vấn. Hoặc để xưng ô như tôi, tớ, chúng tôi, chúng tớ, mày, chúng ta là đại từ xưng hô. Ngoài ra trong tiếng Việt có nhiều danh từ được dùng để xưng hô như ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn. Cô khen các con đã hiểu về nội dung bài đại từ rồi đấy. Bây giờ chúng mình cùng vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập số 4 nhé. Cô mời một bạn đọc cho cô yêu cầu của bài. Mời bạn Thư Lê. Bài 4, đóng vai hạt thóc trong câu chuyện hạt thóc. Viết câu đáp lại lời của Ngô, trong đó có sử dụng một đại từ. À, đúng rồi. Ở bài tập số 3 thì các con thấy nhất thời hạt thóc chưa biết đáp lại lời hạt của bác Ngô như thế nào. Bây giờ các con hãy đóng vai mình là hạt thóc, đáp lại lời của bác Ngô, trong đó có sử dụng một đại từ nhé. Và bài tập này chúng ta sẽ cùng nhau làm vào vở. Cô mời phần thực hiện bài tập của cả lớp bắt đầu nào. Vừa rồi cô thấy chúng mình đã viết những lời của hạt tóc rất là tốt đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng thảo luận nhóm 4, chia sẻ với các bạn trong nhóm của mình về lời mà chúng ta đã viết. Cô mời chúng mình cùng thảo luận nhóm 4 nào. Cả lớp ơi, vừa rồi cô thấy chúng mình trao đổi trong nhóm rất là sôi nổi. Bây giờ một bạn hãy thể hiện lại cho cô lời của hạt thóc mà con đã viết nào. Cô mời con. Con thưa cô, nếu thì con sẽ đáp lại lời của Ngô là tớ xin lỗi về việc lỡ chê cậu, các cậu bỏ qua cho tớ nhé. Đại từ con sử dụng trong câu là tớ và cậu ạ. Có đúng không hả các bạn? À, và bây giờ khó hơn này. Cô mời một nhóm lên thể hiện lại nội dung câu chuyện hạt thóc và có phần lời đáp của hạt thóc ở phía cuối. Cô mời một nhóm xưng phong nào. Cô mời nhóm của bạn My nào. Hạt thóc được mẹ lúa yêu thương, chiều chuộng nên rất kiêu. Thóc nói với Ngô, khoai, sắn: tôi là hạt vàng đấy các bạn ạ, chẳng ai bằng tôi được. Ngô liền nói: cậu ơi, tớ nghĩ cậu chỉ là hạt vàng khi ở trên cánh đồng này thôi. Còn nếu ở trong bát cơm, chắc chắn cậu sẽ bị gấp bỏ ra ngoài. Hạt thóc xin lỗi rồi đáp: tớ rất xin lỗi vì đã kiêu ngạo. Cảm ơn Ngô vì cậu đã giúp tớ hiểu ra một bài học quý giá. Cảm ơn phần thể hiện của nhóm các bạn. Như vậy là các con đã hiểu và biết ứng dụng kiến thức về đại từ để chúng ta thực hiện bài tập ngày hôm nay. Bây giờ cô thưởng cho cả lớp mình một trò chơi, các con có thích không? Ở trò chơi này, các con sẽ sử dụng những tấm thẻ ý kiến để tìm được đáp án mà mình cho là đúng nhất với nội dung từng câu hỏi. Các con đã rõ yêu cầu chưa? Nào, chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ nhất. 1. Đại từ được gạch chân trong câu: mỗi sáng, Lan đều tập đàn chăm chỉ. Việc này giúp bạn chơi đàn ngày càng hay. Thay thế cho phần nào dưới đây? A. Lan. B. Chăm chỉ.
C. Tập đàn chăm chỉ. Cô mời đáp án của cả lớp. C. À, vậy là cả lớp chúng ta đã đều lựa chọn đáp án C. Và đây chính là một đáp án chính xác. Từ này đã thay thế cho tập đàn chăm chỉ. Cô khen cả lớp mình nào. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai nhé. Từ nào trong các từ dưới đây luôn là đại từ? A. Anh. B. Tôi. C. Ông. D. Bà. Cô mời đáp án của cả lớp nào. Cô thấy cả lớp. À, cô thấy duy nhất có một bạn lựa chọn đáp án A, còn cả lớp lựa chọn đáp án B. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lên trên bảng xem đâu là đáp án đúng của câu hỏi này nhé. Đó là đáp án B. Nào, bây giờ để minh chứng này, bạn nào hãy giúp cô lấy một ví dụ mà trong đó từ anh không phải là đại từ xưng hô. Nào, dễ quá. Cô mời bạn Linh B. Cô là, ví dụ của con là tôi có hai anh trai, trong đấy từ anh là danh từ chứ không phải là đại từ ạ. Các con đã hiểu chưa? Bạn Giang Nam đã hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ ba nhé. Các con đã sẵn sàng chưa? 4. Từ gạch chân trong trường hợp nào dưới đây là đại từ? A. Người miền Bắc gọi là ngô, nhưng người miền Nam lại gọi là bắp. B. Làn rất yêu động vật, và tôi cũng vậy. C. Hầu hết các con vật sống trong rừng đều sợ hổ, vì vậy hổ được xem là chúa tể rừng xanh. Nào các con hãy suy nghĩ và cho cô đáp án của câu hỏi này. Mời đáp án của cả lớp ạ. Cô thấy là cả lớp chúng mình đều có đáp án, đó chính là đáp án B, đúng rồi ạ. Nào, hãy cho cô biết từ vậy trong câu B thay thế cho điều gì? Cô mời bạn anh Tuấn. Con thưa cô, từ vậy thay thế cho rất yêu động vật ạ. Các con ạ, vậy là chúng ta đã hoàn thành nội dung bài đại từ ngày hôm nay rồi đấy. Các con hãy cho cô hỏi, đại từ gồm có mấy loại nào? Cô mời bạn Minh Tuấn. Con thưa cô, đại từ có 3 loại là loại đại từ thay thế, đại từ nghi vấn và đại từ xưng hô ạ. Đúng rồi đấy các con ạ. Và chúng ta sẽ sử dụng những đại từ thay thế, nghi vấn, đại từ xưng hô như thế nào trong văn nói và văn viết cho hiệu quả. Cô trò mình cùng tìm hiểu ở những bài học tiếp theo nhé. Về nhà các con hãy ôn lại kiến thức nội dung của bài đại từ để chúng ta áp dụng trong văn viết và văn nói. Cô cảm ơn cả lớp chúng mình. Xin chào tất cả các quý thầy cô, chúng ta vừa xem một tiết dạy minh họa. Như tôi nói là nếu như chúng ta dự trọn vẹn một tiết ý, thì cô sẽ có những cái hướng dẫn hoặc là những cái thời gian để học sinh suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng đây chúng tôi phải cắt đi để cho nó ngắn gọn, các thầy cô xem cho nhanh. Thế thứ nhất là trên màn hình chúng ta thấy là bài học này trước khi đi đến ghi nhớ thì có 3 bài tập. Mỗi bài tập cho các em nhận diện sơ bộ về từng nhóm đại từ. Còn sau tiết này thì các em lại còn có 2 tiết luyện tập về đại từ nữa. Thì từng nhóm đại từ sẽ được luyện tập kỹ hơn. Ở đây là nhận biết sơ bộ. Nhìn trên màn hình chúng ta đã cảm giác là sợ là nặng. Thế nhưng chúng tôi rất là ngạc nhiên là thấy sau mỗi bài tập cô giáo đều có hoạt động củng cố, tức là đưa thêm bài tập, đưa thêm yêu cầu để cho học sinh nhận biết rõ hơn từng nhóm đại từ này. Và cô đã làm rất là tốt và tôi có thể gọi là
khá là thông minh. Thế đương nhiên tôi sẽ không muốn đấy các cô giáo có nhận xét là tiết dạy hay, thì tôi rất muốn là các thầy cô sẽ nhắn vào trong cái chỗ tin nhắn này này, thì tôi sẽ những cái điều các thầy cô có thể băn khoăn thắc mắc thì tôi có thể giải đáp được đến đâu thì giải đáp. Thế lúc nãy thì tôi có đầu tiên thì nói qua về cái tiết đại từ này đã để các thầy cô có cái căn cứ chúng ta nhận xét và chúng ta có thể rút kinh nghiệm nhé. Thứ nhất là trong đại từ, trong cái bài đại từ này, nhận cái bài khái quát này về đại từ thay thế thì đưa ra ba ví dụ để các em nhận diện rất là rõ là cái từ vậy thế đó thay thế cho cái từ ngữ nào ở trước. Khi nó thay thế cho những từ ngữ ở trước tức là nó là đại từ thay thế. Nếu không dùng đại từ thay thế thì phải dùng lại cái đại từ ở câu trước. Nếu dùng đại từ ở câu trước cho câu tiếp theo này thì nó sẽ cảm giác là gì ạ? Lặp lại, rườm rà. Đấy, thì ý nghĩa của cái bài tập thứ nhất là như thế và nhận diện ra đại từ thay thế. Thế còn đại từ nghi vấn là một đại từ mà các em dùng từ lúc bắt đầu biết nói, đúng không? Thế và xuất hiện rất là nhiều, cho nên chúng ta cũng cần cho các em biết à đây là đại từ. Nếu không gọi, không dạy các em thì các em biết gọi nó là từ gì. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý và khi dạy về đại từ nghi vấn á, các thầy cô nên đọc về đại từ nghi vấn. Bởi vì là tôi thấy cũng có rất nhiều người khi ra bài tập về nghi vấn, không phải các thầy cô đâu, những người khác, thậm chí là như chúng tôi cũng ra cũng tưởng là thế này. Ví dụ như là cậu đọc sách đấy ư? Ví dụ ư cũng bảo là đại từ nghi vấn, đúng không? Hay là gì nhỉ? Cho tớ mượn quyển này nhé. Thế là chữ nhé thì cũng bảo là gì? À, đại từ nghi vấn. Hoặc là gì? Có ăn cơm không? Thế chữ không cũng bảo nghi vấn. Thế là sai, đúng không nhỉ? Thế cho nên là trong cái ghi nhớ này chúng tôi đã ghi rất là cụ thể về cái đại từ nghi vấn, nó là những từ nào để các thầy cô có thể là mình giảng cho học sinh một cách đúng không, không bị nhầm lẫn nha. Thế còn chúng ta có thể tức là chỉ bảo các em là những cái từ này mới là đại từ nghi vấn nhé. Thế còn nếu khi các em mà làm sai, các em đặt câu như tôi vừa nói đấy thì là chúng ta sẽ nói các em là các em những cái từ loại này các em sẽ được học ở những cấp học sau. Thì thực ra nó sẽ là đại từ á ư nhỉ nhé, đại từ tình thái hoặc là những cặp mà phụ từ có không, ví dụ như thế, phải không, đúng không? Đấy, thế thì lưu ý cái chỗ đấy ạ. Còn đại từ xưng hô thì các thầy cô thấy ở đây chúng tôi có ghi nhớ là hoặc để xưng hô như tôi, tớ, chúng tớ, mày, chúng ta là đại từ xưng hô. Thế thì cái quan điểm của sách kết nối nó rất là rõ. Xưng tức là cái người nói, hô là để chúng ta gọi cái người đang nói chuyện với mình. Đấy, thì chúng tôi quan điểm là như thế thôi. Thế còn đương nhiên là có những cái quan điểm khác thì như tôi nói là cái nghiên cứu về ngôn ngữ học có rất nhiều quan điểm trường phái khác nhau. Thế chúng ta theo một trường phái, theo một quan điểm thì chúng ta cứ dạy thống nhất như thế. Còn thực ra ngôn ngữ học là ra đời sau cái ngôn ngữ nói, đời sống người ta sinh ra con người thì sinh ra lời nói có trước, còn ngôn ngữ học là chạy theo ngôn ngữ của đời sống để xếp nó vào ô nhóm phân loại, đúng không? Thế và với tiểu học người ta chúng ta cứ dạy giản dị như thế này thôi nhé. Đừng đưa ra quá nhiều dạng ngôn ngữ, có nhiều quan điểm làm cái gì đấy. Thì xin chia sẻ với các thầy cô như thế với bài đại từ. Sau đây tôi xin trả lời một số câu hỏi của các cô giáo này. Thì tôi sẽ những cái câu hỏi chúng ta nói về đọc trước nhé. Còn những câu hỏi tiếp về luyện từ vào câu ấy thì các thầy cô cứ nêu câu hỏi. Đây tôi sẽ trả lời. À đây một câu hỏi là cô giáo có hỏi là tại sao gọi là kết từ mà không gọi là quan hệ từ? Trước sách 2000 đúng không, chương trình 2000 thì gọi là quan hệ từ và chương trình cũng thế và sách giáo khoa cũng thế. Bây giờ chương trình mới gọi là kết từ và sách giáo khoa cũng gọi là kết từ.
thì nó là những cách gọi khác nhau. Nhưng bây giờ chúng ta tại sao không gọi là quan hệ từ nữa mà kết từ thì chỉ là một cách lựa chọn, quan điểm lựa chọn thôi. Nhưng mà đương nhiên nó là yêu cầu trong chương trình, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy này, nếu gọi là quan hệ từ hay là kết từ thì nên chọn cái nào hơn? Cái chữ kết từ nó rõ, thể hiện rõ hơn cái tính kết nối. Tôi có thể kết nối giữa các từ với nhau. Quyển sách của tôi, đúng không? Từ của là kết từ, để kết nối giữa quyển sách với lại gì? Tôi. Đấy, kết từ. Kết từ nối giữa các từ với nhau, nối các vế câu với nhau, đúng không? Trong câu ghép nối các vế câu, vì trời mưa nên đường làng lầy lội, ví dụ thế. Thế là nối các vế câu với nhau. Hoặc là nối các câu trong một đoạn văn với nhau, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta gọi là gì ạ? Dùng cái kết từ thì nó có thể là rõ nét hơn, theo quan điểm tôi thấy, còn hơn đang dùng cái chữ quan hệ từ, nghe nó có vẻ cồng kềnh. Và tôi nghĩ là đều gọi thì đều được, nhưng mà chương trình gọi là kết từ rồi thì cũng làm theo kết từ, nhưng mà so với quan hệ từ với kết từ thì tôi vẫn thích là dùng kết từ hơn, vì nó rõ cái tính kết nối giữa từ với từ, giữa các vế câu với các vế câu, hoặc là giữa các câu với nhau nha. Kết từ có thể là kết từ nó là một từ, hoặc là gì ạ, một cặp từ, tuy nhưng, vì nên, vân vân nha. Bây giờ thì tôi xin trả lời câu hỏi của một cô giáo, cảm ơn, không biết của cô hay thầy này, về đọc ạ. Cuối bài đọc ấy, tôi quay lại cái bài về đọc một chút nhé, để chúng ta nhìn vào bài đọc thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn ạ. Đây là một tiết của bài đọc. Đầu tiên có một ý kiến hỏi là tại sao lại có các cô nhìn câu hỏi thứ nhất này, mỏm đá trên đỉnh núi cao có gì đặc biệt, mỏm đá được mọi vật yêu quý như thế nào, thế có nắng có mưa rồi chấm chấm. Thế thì nắng và mưa ấy là gợi ý là nắng đã yêu quý mỏm đá như thế nào. Những tia nắng vàng dịu, những hạt mưa trong vắt thay nhau tắm gội sưởi ấm cho mỏm đá. Thế thì các em sẽ trả lời là nắng, những sợi nắng ấm ấy, những tia nắng ấm thì gì ạ, sưởi ấm cho tảng đá. Những giọt mưa trong vắt thì là gì ạ, tắm gội cho tảng đá. Thế còn cái gì nữa? Chấm chấm đây là kể tiếp. Gió rì rào kể cho mỏm đá nghe những câu chuyện về mọi miền. Đấy, tôi gợi ý đúng không? Còn nữa mà. Cái chấm cái ngôi sao, tôi ở ngôi sao đấy. Tiếp theo sẽ là gì ạ? Chim hót cho mỏm đá nghe những ca du dương. Đó, thế thì thực ra là chúng tôi đưa nắng mưa, chúng tôi có thể ghi là gì đây nhỉ? Gió rồi chim chóc các thứ vào đây. Thế nhưng mà không đưa, tức là nó sẽ khó hơn để các em tự tìm nhá. Đấy, cái chấm chấm là như thế ạ. Bây giờ có một câu hỏi là cuối bài đọc có cần nêu nội dung, tức là nêu đại ý của bài như trước đây không? Thì cảm ơn câu hỏi này, bởi vì là các câu hỏi này thì tất cả các lớp 1, 2, 3, 4 đều hỏi như thế. Tức là một thời chúng ta đã cứ phải sau khi dạy là cô giáo lại phải là chốt lên ghi chữ đại ý, hoặc là cô chốt lên nội dung. Thế bây giờ các cô thử nghĩ giúp nhé. Là bây giờ chúng ta có 35 tuần học, trừ 4 tuần ôn tập rồi, là có 61 tuần học, 61 tuần, mỗi tuần 2 bài đọc. 2 bài đọc như vậy chúng ta có bao nhiêu nhỉ? 62 bài đọc. 62 lần các cô ghi đại ý cuối bài đọc. Thì theo các cô, theo các thầy cô, cuối năm học các em có nhớ, có thuộc được 62 cái đại ý đấy không? Hay là quên mất tiêu? Đúng không? Thế cho nên là thứ nhất tôi khẳng định luôn là không chốt nội dung, không ghi đại ý cuối giờ học. Thế thì các thầy cô có thể cảm giác là lo lắng, đúng không ạ? Thế thì các thầy cô sẽ thấy là tất cả hệ thống câu hỏi này các em đã tự trả lời được. Và không tự trả lời được thì chia sẻ, trao đổi hoặc có sự giúp đỡ của giáo viên để các em biết đâu là câu trả lời đúng. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống câu hỏi sắp xếp từ dễ đến khó, nó cứ như là cái bậc thang ấy, cứ bước được bậc thang thứ nhất các em lại có thể bước lên bậc thang thứ hai. Cái câu hỏi trước nó như chìa khóa, trả lời được thì trả lời như chìa khóa để mở cái câu hỏi thứ hai.
Thế cho nên là những câu hỏi này chúng ta hình dung là sau một tiết học, học sinh phải tự trả lời được, tức là các em hiểu bài được, cho nên không cần ghi đại ý ghi nhớ gì cả. Nhưng thay vì cái việc các thầy cô lo lắng là không ghi đại ý thì các em có nhớ nội dung bài này không, thì các thầy cô sẽ thay bằng cái bằng cách là các thầy cô có thể hỏi là à, chúng ta học xong cái bài này rồi nhé, chúng các con vừa học xong bài tiếng hát của người đá rồi, bây giờ gấp sách lại, các con nhớ nhất chi tiết nào, vì sao, hoặc là gì ạ, à, các con đọc xong bài này cảm nghĩ của các con về các con có cảm nghĩ vì gì về nhân vật trong câu chuyện, hoặc là các con thấy cái câu chuyện này có ý nghĩa gì, đúng không, người viết cái người sáng tác cái bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì đó. Thế thì như vậy cái bài đọc đấy, sau cái tiết học đấy, học sinh phải ngẫm nghĩ và phải tự thấy là mình thấm thía điều gì từ về cái văn bản đó, nó sẽ tốt hơn nhiều là cô dội cho các em à chiếu lên màn hình ghi nhớ cái bài này. Ghi đại ý cái bài này có nó dở ở chỗ nào? Bởi vì suốt cả giờ chúng ta luôn khích lệ là theo em, đúng không? Em lựa chọn ý kiến nào? À, tức là chúng ta luôn luôn khích lệ các em nói theo suy nghĩ cảm xúc của mình. Thế nếu chúng ta lại ghi một cái đại ý ở trên bảng mà những câu chữ trong đại ý đấy không có một cái từ nào của các em cả, thì các em sẽ lo lắng là tất cả những cái lời mình phát biểu đấy không đúng, chưa đúng, thôi chẳng nghĩ nữa, cứ đợi cuối giờ cô giáo ghi đại ý cho nó chắc, đúng không? Thế cho nên dạy học theo hướng phát triển năng lực là khích lệ các em nói lên suy nghĩ cảm xúc của mình, chệch choạc một tí cũng được, nhưng cứ dần dần như thế mới tạo cái mạnh dạn tự tin, mới tạo ra cái nếp suy nghĩ ở các em, và năng lực các em mới phát triển. Em nói theo suy nghĩ của các em thì nó sẽ làm sao, các em sẽ nhớ lâu hơn là bảo các em đi học thuộc đại ý rồi đi nói lại, học thuộc đại ý nói lại, nhớ thuộc cái ngày hôm đó, ngày hôm sau nữa là quên nhé. Thế cho nên là câu trả lời của tôi là không ghi đại ý. Câu hỏi, các ý chính của từng đoạn văn lên bảng lớp hay không, thì các thầy cô thấy là không có một cái công văn, một hướng dẫn nào của vụ tiểu học, của Bộ Giáo dục hay là của Sở Giáo dục, của các thầy cô hay của phòng giáo dục là yêu cầu là gì ạ, viết bảng như thế nào. Đó, tùy trường hoặc tùy địa phương chúng ta tự thống nhất với nhau thôi, còn về văn bản hành chính thì không có một hướng dẫn nào là thầy cô phải ghi bảng trên lớp như thế nào cả. Vì vậy cái việc ghi bảng hoàn toàn phụ thuộc, hoàn toàn tùy thuộc các thầy cô. Có chỗ các thầy cô thấy cái từ này hay quá, đúng cái chi tiết này hay quá, muốn cái đoạn này, câu này các em học thuộc đi, các thầy cô có thể ghi nhá. Chứ không phải là cứ phải ghi. Cái việc ghi đấy chỉ là gì ạ? Là việc làm của thầy cô thôi. Còn trong giờ quan trọng nhất là việc làm của học sinh. Thế cho nên là nếu như có sách bài tập, chúng tôi đã thiết kế để học sinh ghi, học sinh chép, học sinh điền, học sinh nối, học sinh làm việc, rồi dựa vào ghi chép điền nối ấy, các em nhìn vào đó, các em đứng lên phát biểu trước lớp. Đấy thì mới có ý nghĩa nhé. Cho nên là cái dạy học theo năng lực là tất cả các hoạt động trọng tâm của giờ học đẩy về phía học sinh. Các thầy cô là quản lý nhà trường hay là của phòng giáo dục thì các thầy cô cũng dự một giờ, không phải là xem giáo viên làm những cái gì nữa. Đấy, giọng điệu ngữ điệu cô giáo, quan trọng là cái giờ đấy học sinh tạo ra sản phẩm như thế nào. Sản phẩm có thể là viết, có thể là trình bày, có thể lời nói, có thể hỏi đáp vân vân, đúng không ạ? Nha. Thế cho nên còn nay các thầy cô vẫn ghi là luyện đọc như là đọc thành tiếng, đúng không? Chúng ta cũng có thể ghi những cái từ mà các em hay lưu ý để đọc cho đúng, hay là dễ ngọng hay dễ bỏ qua hay để nhầm lẫn. Thế rồi đọc hiểu thì các thầy cô cũng có thể ghi câu hỏi 1, đúng không? Hay là câu hỏi 2, hoặc là các thầy cô có thể có thẻ từ, thẻ tiết các cô vào. Nhưng mà như tôi nói là thoải mái, không có một cái chỗ nào bắt buộc. Miễn là giờ đấy, sau cuối giờ đấy, hỏi câu hỏi nào học sinh trả lời vanh vách là tốt. Câu hỏi thứ 3 nữa ạ. Trong một bài kiểm tra tiếng Việt yêu cầu viết đoạn mà học sinh trình bày thành bài văn thì cho điểm thế nào? Câu hỏi này ngang với câu hỏi của
giáo viên dạy lớp 12 cho học sinh đi thi đại học và đi thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, bởi vì là có nhiều bài ấy để cho học sinh đỡ phải viết dài, thì các em có khi chỉ làm bài trong hai tiếng thôi. Trước đây ta thi văn là 3 tiếng đúng không, ví dụ bây giờ 2 tiếng thôi. Thế thì không muốn học sinh viết thành một bài nó mất thời giờ của các em mà nó nặng nề, cho nên là yêu cầu viết một đoạn nghị luận. Thế thì hỏi là một đoạn nghị luận đấy có thể xuống dòng, ví dụ cái đoạn nghị luận đấy tôi tách thành 3, ngắt thành 3 lần xuống dòng được không, hay là phải viết liền tù tì đấy. Thế thì thực ra cũng nhiều quan điểm khác nhau, và với tiểu học thì chúng ta lại càng nhẹ nhàng thế này thôi. Quan trọng là các cái nội dung các em viết có đúng là theo đúng yêu cầu không. Các thầy cô nhớ lớp 5 này, các em được luyện viết đoạn văn rất rất kỹ ở lớp 2 và lớp 3 toàn viết đoạn văn thôi nhá. Đến lớp 4 thì bắt đầu mới viết bài văn bài văn kể chuyện này, bài văn tả cây cối này, bài văn tả con vật này nhá. Đến lớp 5 thì bắt đầu cũng có bài văn viết bài văn kể chuyện tưởng tượng, kể chuyện sáng tạo này, bài văn tả cảnh vật này, và bài văn tả người đó. Thế còn lại cũng là những đoạn văn. Thế nhưng ở lớp 4 các thầy cô đừng lo, chúng tôi đã dạy các em cấu trúc của một đoạn văn rồi. Đoạn văn có mở đầu, có phần triển khai và phần kết thúc. Chúng tôi không gọi là mở đoạn, không gọi thân đoạn, không gọi kết đoạn. Nó sẽ cảm giác là nó giống hệt như mở bài, thân bài, kết bài. Và cứ mỗi đoạn để mở bài thì phải xuống dòng đúng không? Mở đoạn thì phải xuống dòng, thân đoạn hay là thân bài để xuống dòng không? Thế thì ở trước đây lớp 4 chúng tôi đã đưa ra cái đoạn văn viết liền rồi. Mở đầu giới thiệu cái gì, nói cái gì, phần phát triển đoạn ấy, gọi là phần phát triển ấy, đấy thì nói cái gì, và phần kết thúc nha, kết thúc, mở đầu, triển khai, kết thúc, đấy là cấu tạo một đoạn văn. Đấy, thế và chúng tôi thì còn hướng dẫn sách kết nối, còn hướng dẫn các em có những cái cách viết hai cách, hướng dẫn hai cách thôi. Một cách là có ba phần: mở đầu, triển khai, kết thúc. Và cũng có cái một cách đoạn văn nữa là có mở đầu và có triển khai thôi. Đấy, tức là nêu ra một cái ý và những cái phần tiếp theo là diễn đạt, minh họa cái ý đấy nhá. Thế nhưng nếu như học sinh có xuống dòng ấy mà, một đoạn văn mà các em xuống dòng cũng không sao. Ví dụ một cái đoạn kể chuyện chẳng hạn nhé, mà có lời đối đáp giữa các nhân vật, đúng không? Tôi kể lại một đoạn câu chuyện, mà. Ví dụ như là ở lớp 4 có viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện đã nghe, đã đọc. Thế mà câu chuyện thì bao giờ cũng có lời đối thoại, thì đương nhiên cũng có gì ạ? Xuống dòng lời đối thoại giữa các nhân vật mà. Thế cho nên là gì ạ? Cái việc các em xuống dòng hay không, không quan trọng bằng cái nội dung các em đã làm đáp ứng yêu cầu hay chưa. Thế thôi ạ, nhá, chứ đừng phạt điểm gì cái đoạn xuống dòng hay không xuống dòng, hay ngắt thành nhiều đoạn nhỏ. Miễn là nó vẫn cái sản phẩm của em ấy nó có tính kết nối, trình bày đúng theo yêu cầu của đề bài. Cô giáo nói rõ giúp đại ý sau hoạt động nào? Có rút đại ý đâu. Nhớ nhá, là câu hỏi đọc hiểu. Các thầy cô thấy là có thể chúng ta lo lắng là cái câu chúng ta cứ phải chốt hoặc rút đại ý nọ kia ấy. Thế thì mong cô giải thích rõ hơn về cái sử dụng đại từ nghi vấn. Vâng, lát tôi đang nói về cái đọc này đã nhá. Không phải rút đại ý, các thầy cô ám ảnh phải đại ý, bởi vì chúng ta cảm giác là nếu như cái sách cũ ấy, chúng ta cảm giác là không có đại ý thì học sinh chưa hiểu được nội dung cơ bản của cái bài đọc đấy. Thế nhưng các thầy cô nhớ là cái cơ yêu cầu câu hỏi đọc hiểu trong chương trình, trong sách giáo khoa mới đã thay đổi rất là nhiều rồi. Rất nhiều chỗ ghi là gì ạ? Học sinh nhận biết được đại ý của bài, nêu được đại ý của bài. Đấy, thì cho nên là học sinh đã được rèn luyện là đọc xong một bài nhận ra đại ý của bài rồi, thì các thầy cô không cần nêu đại ý, không cần chốt gì nữa, đúng không? Bởi vì nó thành cái kỹ năng của các em rồi, và trong giờ các thầy cô có thể hỏi các em là đại ý và các em nói được là được.
Vì đấy là yêu cầu của đọc hiểu lớp 5 theo chương trình mới mà. Một cái lo lắng của các thầy cô là có đại ý, bởi vì thực ra là ám ảnh của cái câu hỏi trong sách giáo khoa cũ. Trong sách giáo khoa cũ đôi khi nó phần lớn là những câu hiểu nhắc lại chi tiết. Tôi đã từng có những hướng dẫn học sinh làm luận văn thạc sĩ về đánh giá cái câu hỏi đọc hiểu trong sách tiếng Việt hiện hành trước khi chúng ta chuyển sang sách giáo khoa mới đấy. Thì tỷ lệ câu hỏi nhắc lại chi tiết trong bài ấy, tức là câu hỏi mức 1, rất cao. Đấy, khi rất cao như vậy thì là cái khả năng khái quát hóa nội dung bài đọc, tức là nhận ra đại ý, đúng không nhỉ? Nó bị hạn chế. Thế cho nên là các thầy cô lo lắng. Còn bây giờ chúng ta sẽ thấy là hệ thống câu hỏi cứ nâng cao dần, cái độ sâu và độ khái quát cao dần. Cho nên là những câu hỏi ở cuối bài bao giờ cũng đòi hỏi các em hiểu sâu sắc toàn bài thì mới trả lời được. Thế cho nên đừng lo về đại ý nhé. Ở đây nói là đấy ạ. Ở đây có ý kiến là trong tiết dạy, giáo viên đã dẫn dắt học sinh tìm hiểu nội dung bài hợp lý. Học sinh làm việc tích cực, chủ động, nắm bắt được kiến thức bài học. Mong cô giải thích rõ hơn về cách dùng đại từ nghi vấn. Đây các thầy cô nhé, đại từ nghi vấn thì vì là các thầy cô cũng hơi lo lắng một chút, bởi vì là nó khác với lại cách dạy trước đây. Chúng ta chỉ dạy về đại từ xưng hô thôi. Đấy, thế cho nên là chúng ta sẽ thấy nó hơi mới. Vậy thì các thầy cô hãy quan sát nội dung của các tiết. Nó có một tiết dạy về đại từ, có hai tiết luyện tập về đại từ. Thế cho nên là không lo lắng nhá. Thế bây giờ này, ghi nhớ đại từ dùng để thay thế như thế, vậy, đó, này. Thế thì bài tập thứ nhất và học sinh chúng ta hôm nay làm rất là tốt. Các em còn biết là cái đại từ này thay cho từ ngữ nào ở câu trước. Và cô giáo còn đưa thêm một cái đoạn còn khó hơn trong sách giáo khoa, nhưng học sinh vẫn tìm ra được đại từ thay thế nhá. Dùng để hỏi như ai, gì, nào, sao, bao nhiêu, đâu. Đây là đại từ nghi vấn. Cho nên trong giờ đấy có một em nói là gì ạ? Bé nằm ngẫm nghĩ nắng ngủ ở đâu, nắng ngủ nhà nắng mai lại gặp nhau. Thế thì có một em nói đại từ nghi vấn là ở đâu. Đó. Thế nhưng mà cái từ ở không phải đại từ nghi vấn nhá. Ở thì chúng ta nói là gì rồi nhỉ? Nắng ngủ ở đâu thì nó không phải đại từ nghi vấn nữa. Đại từ nghi vấn chỉ có từ đâu thôi. Đấy. Thế chữ đâu thì mới nói là gì nhỉ? Nắng ngủ ở nhà nắng chẳng hạn, đúng không? Nắng ngủ nhà nắng thì cái đâu chính là nhà đấy, đúng không? Ở nhà đấy, ví dụ thế nhá. Đấy, thế nhưng như tôi nói là các thầy cô sẽ khi học sinh chúng ta bảo các em hãy đặt một câu hỏi trong đó có đại từ nghi và chỉ ra đại từ nghi vấn chẳng hạn, thì chắc chắn học sinh cũng sẽ nhầm. Như tôi nói là người lớn còn nhầm mà, đúng không? Thế là các em sẽ nói là cậu đọc truyện trong giờ đấy ư, đúng không? Đấy, thế thì cái từ ư đấy các em sẵn sàng coi đấy là đại từ nghi vấn nhá. Thế thì chúng ta sẽ nói hoặc là gì? Cậu có xem phim không? Đúng không? Có không? Hay là gì? Cậu quên làm bài phải không? Phải không? Hay là có không? Vân vân đấy thì chúng ta nó không phải là đại từ nghi vấn. À ư nhỉ nhé, không phải đại từ nghi vấn. Có không, phải không, nọ kia cũng không phải đại từ nghi vấn nha. Thì khi học sinh nhầm nó không sao cả, mình sẽ nói các em các em nhầm một chút không sao. Ngoài đại từ nghi vấn dùng để hỏi, người ta còn dùng những cái từ như các em, những cái từ ngữ như các em vừa nói đấy, đúng không? Sau này lớn lên các em sẽ học, nó có thể là từ chỉ tình, từ tình thái, đúng không? À ư nhỉ nhé, đúng không? Hoặc là những cái như tôi vừa nói, ví dụ phải không hay không thì cũng là những cái từ mà các em sẽ được học ở những cấp trên. Thế thôi, nhầm không sao cả. Thế còn ở đây chúng ta chủ yếu là trong ghi nhớ đã nêu hết rồi nhá. Thế thôi ạ. Thế còn các thầy cô mong cô giải thích đại từ nghi vấn này.
Trong mỗi bài đọc có cần ghi nội dung câu trả lời vào vở không? A. Trong mỗi bài đọc có cần ghi nội dung câu trả lời vào vở không? Học sinh cái gì? Học sinh, cái việc học sinh ghi vở như thế nào? Thì nhân đây tôi cũng mong muốn như tôi nói là không có một cái công văn hướng dẫn chỉ đạo nào của bộ hay là của vụ tiểu học về cái việc là học sinh ghi vở ra sao, học sinh có bao nhiêu quyển vở. Trước đây chúng ta thấy là rất nhiều vở. Một vở chính tả này, một vở tập làm văn này, có khi lại một vở luyện từ và câu này, hay là gì nữa nhỉ, một vở ghi đầu bài này, vân vân. Ôi trời ơi, riêng đi soạn cái môn tiếng Việt này có bao nhiêu vở đã rất là mệt rồi. Thì theo tôi không quan trọng gì cả là cái quyển vở đấy phải dành vở tập làm văn riêng, không cần nhé. Bởi vì thế này, ghi chung nó cũng có tốt. Nếu tôi là giáo viên tiểu học với môn tiếng Việt, tôi chỉ cần hai quyển vở, một quyển là vở ghi nghiêm chỉnh ở trên lớp để là gì ạ, các em có thể dở ra xem là hôm nay học về đọc này, học bài tên bài này đúng không nhỉ, sau đấy tiếp theo là đến ngày hôm sau học luyện từ vào câu này, tên bài này hoặc cái gì đấy, có thể ghi những cái gì đấy theo ý hướng dẫn của cô. Ví dụ cô bảo là đặt một câu gì đấy hoặc ghi lại một câu gì đấy thì em sẽ ghi vào vở. Đấy là cái vở ghi chép nói chung mà chúng ta có sẽ là vở ghi nghiêm chỉnh. Ngoài ra có một quyển vở khác, tôi không gọi là vở nháp. Em cũng có một quyển nháp cho tất cả các môn nói chung, nhưng có là một cái quyển vở làm bài tập. Nếu mà có sách bài tập rồi thì có khi cũng không cần, thì chỉ cần vở nháp. Còn nếu không có sách bài tập, như sách bài tập nói là không ép học sinh mua chẳng hạn đúng không, thì chúng ta có một cái quyển vở. Thì học với môn tiếng Việt, bất kỳ bài nào các em làm bài tập, ví dụ cô bảo là trong cái đại từ chẳng hạn, tìm đặt cho cô một câu có chứa đại từ xưng hô đúng không, thế các em đặt câu đi, các em viết đi nhá, các em phải viết ra. Bởi vì làm sao, nếu các em đặt ở trong đầu ấy thì đến lúc cô giáo mời một loạt bạn đặt câu rồi, đến lúc bảo em đặt câu đi, các em không nhớ câu của mình nữa, bởi vì mình nghe các bạn quá nhiều rồi. Thế cho nên là bảo đặt câu đi, bảo tìm từ ngữ đi, đúng không nhỉ? Thì các em có thể viết vào quyển vở đấy. Quyển vở đấy cũng nên viết nghiêm chỉnh, không phải nghịch ngoạc, đúng không? Nhưng mà có thể viết nhanh, viết tắt thực hiện tất cả những cái yêu cầu ở trong giờ học. Đấy, thì theo tôi thì có hai quyển vở như thế. Thế còn cái việc mà chúng ta bắt học sinh ghi ấy, ghi chép không quan trọng. Chúng ta thấy, tôi nghĩ là bản thân các cô giáo hoặc bản thân tôi thôi, cái vở ghi suốt thời phổ thông ấy, chữ đẹp mà rất là đẹp, ngắn nót, nhưng không có lúc nào mình dở ra mình đọc lại cả. Đấy, thế cho nên trong cái giờ đấy các em cứ đặt câu thật nhiều. Ví dụ bảo là tìm 3 đến 5 từ mà các em tìm được 3 từ thôi thì mà thôi đặt nữa đi, được 5 câu, mà chưa hết giờ tìm tiếp đi. Thế thì các em cứ viết vào cái vở như vở ghi chép đấy, đúng không? Hoặc là vở ghi cũng được, không sao cả, đúng không nhỉ? Tức là các em cứ làm việc thật nhiều, chứ không phải là cứ ghi bài thật đẹp đẽ, ngắn nót, đầy đủ theo đấy để được kiểm tra. Tôi nghĩ cái này không quan trọng. Các em có ghi vở sạch đẹp, chuẩn mực đến đâu mà cái bài kiểm tra học kỳ, cuối giữa kỳ các em làm không tốt thì cái chữ vở sạch chữ đẹp đấy có dùng để làm gì đâu, đúng không nhỉ? Nhá. Mà như gần đây người ta cũng không mở ra những cuộc thi vở sạch chữ đẹp nữa đâu. Chúng ta vẫn dặn học sinh là trình bày sạch sẽ, viết ngắn, viết sạch sẽ, viết rõ đẹp. Nhưng trong chương trình không một chỗ nào, tôi đọc chương trình mới rồi, không một chỗ nào yêu cầu là viết đẹp cả. Yêu cầu viết đúng, viết đủ nét thôi. Còn không bắt viết đẹp. Em viết đẹp thì tốt nhá. Nhưng mà cái người mà cứ ngồi viết đẹp, 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 thật đẹp đấy, thì sau này bảo, ngày xưa bảo để còn viết giấy khen. Nhưng bây giờ giấy khen người ta cũng thế nào nhỉ? Viết bằng máy tính hết rồi, các kiểu chữ cỡ chữ hết rồi, in ấn hết rồi. Thế cho nên là cái tư duy chỉ phát triển khi các em được tham gia, chia sẻ hiểu biết của mình. Em cũng có thể nói, đọc, viết, nói, nghe, nhưng mà các em phải tạo ra cái sản phẩm lời nói, nó là trí tuệ của mình thì là tốt nhất. Cho nên là trong giờ các thầy cô đấy, đối với giờ đọc chẳng hạn nhé, giờ đọc một tiết, các thầy cô có thể tạo những cái phiếu học tập, hoặc là tạo những phiếu học tập, mình chúng tôi cũng có những cái sách, ví dụ như là sách thực hành tiếng Việt chẳng hạn đấy, thì có thiết kế lại cái hệ thống câu hỏi đọc hiểu mà các em trả lời vào đấy, các em viết câu hỏi vào đấy rồi các em đứng lên trả lời đó, trong nhóm hay là trước lớp. Thì chính là cái tiết đấy chúng ta đã
dạy theo cái cách dạy học của một tiết. Cô giáo không phải cứ mời từng câu hỏi rồi là mời bạn nọ bạn kia phát biểu nhé. Thế còn như vậy là không phải là tiết đọc học trong một tiết là tất cả công đoạn giống hệt hai tiết. Đấy, chỉ có điều là một tiết chúng ta đi nhanh thì hai tiết chúng ta rành ràng. Ví dụ như thế. Không phải. Mà cái quy trình dạy tiết đọc đối với bài một tiết chúng ta phải dạy khác với cái quy trình ở bài hai tiết. Cái khác đi có thể là như này. Ví dụ ở bài hai tiết cô có thể đọc mẫu cho các em, đúng không? Một đoạn nào đấy hoặc các bạn có thể cả bài. Nhưng trong giờ một tiết thì không nên đọc mẫu nữa, mà nên cho các em tự đọc này, đúng không? Tự đọc này, rồi chúng ta có thể mời một số em đọc nối tiếp trước lớp cái bài đấy để có đọc thành tiếng. Nhưng mà là thật nhanh để các em tự đọc rồi tự trả lời các câu hỏi đọc hiểu. Có làm được như vậy thì đến cái tiết kiểm tra đọc hiểu đấy cuối kỳ mới có thể là làm tốt được. Và kể cả là các em đọc thành tiếng ý, thì các em cũng hãy tự đọc đi. Quan trọng hơn là các em nghe bạn đọc hay nghe cô đọc, đúng không? Thế cho nên là cũng có những tiết là cô sẽ mời một hai bạn đọc trước lớp này, cũng có tiết là cô cũng mời các bạn đọc nối tiếp đoạn này, nhưng cũng có tiết không ai đọc mẫu trước mà từng bạn hãy đọc một lượt cái bài đấy đi, đúng không? Từng bạn đọc thầm hay đọc nhầm gì đấy cả cái bài đấy đi, đúng không? Đấy, để là gì ạ? Đọc thầm thì cũng chính là khi đọc thầm tốt thì đến lúc kiểm tra cuối kỳ ấy, đọc thành tiếng ấy, đọc kiểm tra bằng tiếng thành tiếng đấy, đúng không? Sẽ được 2 đến 3 điểm gì đó thì các em mới đọc tốt được. Còn các em chỉ nghe thôi thì chắc chắn là có các em nghiêng nhiều về nghe các bạn đọc mẫu ấy, thì sẽ không đọc tốt được đấy. Thế cho nên là cứ đẩy về bất kỳ cứ hoạt động nào, dù là đọc thành tiếng hay đọc hiểu, học sinh hãy tự làm, tự mình làm. Tự mình là tự học sinh với nhau, cũng có thể là tự làm cá nhân hoặc theo cặp, theo nhóm nhé. Rồi trình bày trước lớp rồi cô uốn nắn. Hay là viết cũng vậy. Đừng viết theo một bài mẫu, đừng hướng dẫn gì. Hãy để cho trong sách đã có hướng dẫn rất kỹ rồi. Các thầy cô thấy là chúng tôi ngay trong cái tiết mà các em thực hành luyện viết đấy, là chúng tôi đã đưa mẫu lên. Đấy, viết như thế này này, đây con tham khảo cái câu văn này, đoạn văn này. Cho nên là những cái chỉ dẫn, những cái gợi ý nó đã sinh động và kỹ lưỡng hơn rất là nhiều rồi. Các em hãy huy động cái khả năng tự làm của mình đi. Em nào không tự làm được, lúc đấy cô sẽ gom những cái em đấy vào để cô hướng dẫn nhé. Còn em nào tự làm được ở các mức thấp cao khác nhau, cứ để các em tự làm. Chúng ta sẽ sửa trên cái sản phẩm của sinh. Nói và nghe cũng như vậy. Đấy, thế thì tôi muốn nói với các thầy cô là như thế. Xin quy trình dạy tiết đọc như tôi nói này. Về cái giờ đọc, có thể nói là không khác trước đây gì cả, đúng không? Chúng ta vẫn có khởi động là cho học sinh làm theo cặp theo nhóm, cũng có hôm làm tiết lớp tùy cô tổ chức nhá. Các thầy cô có thể sử dụng khởi động trong sách giáo khoa mà các thầy cô thấy là không hay bằng cái việc là các thầy cô tự nghĩ ra hoạt động khởi động, thì các thầy cô cứ làm, miễn là nó đừng chiếm quá nhiều thời gian của cái tiết đọc đó. Đây tôi lại chiếu cái tiết đọc lên nhá để nói cho nó dễ. Đây, ví dụ ở đây, đây là một tiết đọc nhé. Kể tên một hai chuyện cổ mà em đã đọc hoặc đã nghe, nêu những chi tiết em thích. Thế nếu chúng ta tổ chức chung cả lớp mời luôn ấy, thì chỉ có một hai em nói là hết cái khoảng thời gian cho phép cái hoạt động khởi động. Nhưng chúng ta cho các em làm việc theo cặp. Đấy, làm việc theo cặp chẳng hạn. Thế thì bạn đọc chuyện cổ nào? Đấy, thì bạn kia nói, thế là bạn này trả lời, đúng không? Ví dụ như thế thì nhiều em được nói hơn, hoặc là theo nhóm 4 chẳng hạn hay nhóm 3 đều được nhé. Cái chỗ này chỉ là mục đích là gì ạ? Các em nhận biết ra chuyện cổ thôi.
Cái chuyện cổ này thì các em cũng được được làm quen từ lớp 2, 3, 4 rồi. Các em cũng biết thế nào là chuyện cổ rồi. Bởi vì là nhiều tiết đã giới thiệu để các em hiểu cái chuyện cổ có những cái yếu tố hư cấu như thế nào rồi nhá. Thế đây đã khởi động ạ. Bây giờ quy trình đọc. Như tôi nói là bây giờ bất kỳ một cái giờ đọc nào mà các thầy cô dạy giống hệt nhau, giống như trước đây chúng ta đã làm, đúng không nhỉ? À, khởi động nhá, xong rồi cô giới thiệu bài nhá, xong rồi bắt đầu là cô đọc mẫu nhá. Đấy, xong cô mời một bạn đọc mẫu nhá, xong rồi đọc nối tiếp câu nhá, rồi nối tiếp đoạn nhá. À, xong bắt đầu là luyện đọc trong nhóm nhá, à, xong lại mời lại đứng lên đọc trước lớp nhá. Thế xong chuyển sang đọc tìm hiểu bài đấy, tức là đọc hiểu ấy. Lại mời một bạn đọc lại nhé, hoặc là lại đọc lại đoạn 1 để trả lời câu hỏi 1, đọc đoạn 2 để trả lời câu hỏi 2, ví dụ như thế. Thế thì cứ suốt như thế từ lớp 1 đến lớp 5 thì tôi nghĩ rằng các cô đào tạo được luôn giáo viên tiểu học đấy. Bởi vì là các em sẽ mời các em một em lên, các em làm hệt như các cô, đúng không? Thế thì mà cái khi tiết nào cũng dập khuôn như tiết nhà nào ấy thì nó toát ra cái gì ạ? Các em học sẽ mất tập trung, các em không cần chú ý, các em cũng biết là sau hoạt động này là cái gì, sau cái này là cô sẽ bảo làm gì, ví dụ như thế. Mỗi tiết chúng ta có một cái thay đổi đi, đúng không? Thay đổi đi thì nó sẽ để học sinh là luôn luôn phải tập trung chú ý, bởi vì mình không biết tiếp theo cô sẽ bảo làm gì. Đấy là cái việc là không được lặp lại này. Cái thứ hai thì là miễn là trong cái giờ học đấy, học sinh được luyện đọc thành tiếng, học sinh được trả lời câu hỏi tìm hiểu bài, học sinh cuối giờ, học sinh học sinh cuối giờ, học sinh hỏi học sinh bất kỳ một cái câu hỏi nào về cái bài đọc này, về nhân vật trong cái bài đọc này, học sinh trả lời được, thế là chúng ta thành công. Thế nhưng như vậy là gì? Cái khối lớn là gì nhỉ? Khởi động này, đọc thành tiếng này, đọc hiểu này, vẫn đảm bảo nha. Và kết thúc thì chúng ta cũng có những cái hoạt động củng cố nào đó, đúng không? Ví dụ như là nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện này, hoặc là chi tiết này trong câu chuyện, chi tiết nào làm em nhớ nhất, ví dụ như thế. Hoặc là theo em chủ đề cái câu chuyện này là gì? Tức là chúng ta hỏi nhiều câu hỏi và cho các em tự chọn câu để trả lời. Mời các em phát biểu trước lớp nhé. Cái ý tôi muốn nói là những khối việc lớn thì vẫn phải đảm bảo, nhưng cách tổ chức từng khối việc ấy thì có thể khác nhau. Ví dụ khởi động hôm nay cũng có thể cô muốn rất nhanh, cái hoạt động khởi động rất là nhanh thì cô có thể tổ chức chung ở trước lớp. Nhưng hôm nay cô muốn là nhiều em được phát huy trải nghiệm, vốn hiểu biết những điều mình đã biết có liên quan đến bài đọc thì cho làm việc theo cặp hay theo nhóm. Đó. Thì đấy là gì ạ? Cái khối việc thứ nhất. Bây giờ đối với đọc thành tiếng, như tôi nói là cô vẫn cũng có tiết cô đọc mẫu. Cũng có tiết cô đọc mẫu một đoạn rồi mời các học sinh khác đọc mẫu tiếp. Cũng có tiết là không cần đọc mẫu gì cả mà yêu cầu luôn là bây giờ tất cả các em đọc thầm một mạch cái bài này rồi cho cô biết. Thì cái cô nêu ra những câu hỏi không có trong sách giáo khoa, đúng không? Câu hỏi có trong sách giáo khoa có khi học sinh đã chuẩn bị từ trước rồi, nhưng mà cô lại nêu những cái câu hỏi khác chẳng hạn, đúng không? Trong câu chuyện có mấy nhân vật, đúng không nhỉ? Em thích nhân vật nào nhất, vì sao? Hoặc là chi tiết nào trong câu chuyện này em cho là quan trọng nhất? Ví dụ thế, tức là tôi đã kết hợp giữa đọc thành tiếng với đọc hiểu, mà ở đây là trọng tâm luyện đọc thành tiếng, các em đọc thầm đi, đọc nhỏ đi. Nhưng mà các em tự đọc đi, nhưng vừa đọc vừa phải động não để trả lời được câu hỏi thì mới tập trung. Còn nếu không thì là khối bạn lại là gì ạ? Ngồi đầu óc trống rỗng, giả vờ mắt nhìn vào sách nhưng không đọc đâu nha. Thế cũng có thể là gì? Kết hợp luôn giữa đọc thành tiếng với đọc hiểu. Cô bảo là cô bảo đây rồi nhé. Nghe cô đọc hoặc nghe bạn đọc mẫu này, hoặc là các em tự đọc này, sau đó trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Tức là luyện đọc thành tiếng nhưng đã trả lời ngay được những câu hỏi dễ, đúng không? Trả lời những câu hỏi dễ, cho nên là ngay khi đọc thành tiếng, các thầy cô đã bảo các em là đọc một lượt bài này, sau cho trả lời câu hỏi thứ nhất ở bài đọc cho cô. Thế là ngay trong cô lúc mà cái giai đoạn các em luyện đọc thành tiếng thôi đã giải quyết được vài một hai câu hỏi dễ của bài đọc rồi.
chuyển sang cái khối công việc tiếp theo là đọc hiểu, là trả lời câu hỏi ấy, thì chúng ta bớt luôn những cái câu dễ các em đã trả lời, đọc thành tiếng cái là trả lời được ngay rồi, thì chỉ còn tập trung vào những câu hỏi mà đòi hỏi các em suy luận này, đòi hỏi các em trình bày ý kiến này, cách hiểu của riêng mình này, nhận xét này, đánh giá này, liên hệ, đúng không? Đấy, thì tôi muốn nói là cái quy trình nó vẫn là gì ạ? Khởi động cái tiết học, luyện đọc thành tiếng, luyện đọc hiểu, luyện đọc lại nhé. Nhớ là luyện đọc lại, đừng dành quá nhiều thời gian như trước đây. Luyện đọc lại không có thể là không cần bạn nào đứng lên cả. Và cô cái ví dụ cái tiết này không có cái chỗ là không có yêu cầu là chủ đề của câu chuyện, đúng không? Thế thì chúng ta bây giờ các sau khi các con đã luyện đọc thành tiếng này, tìm hiểu bài rồi này, bây giờ tự đọc lại bài này một lượt đi và cho cô biết. Đấy, cô có thể hỏi bất kỳ cái gì nhé. Là gì? Là lúc này cái việc luyện đọc lại không phải là ý nghĩa là để đọc diễn cảm đâu, mà chính là để cái khi chúng ta chia cắt từng câu hỏi, là các em đã tìm từng đoạn để trả lời câu này câu kia rồi, tức là cái bài đọc đấy, câu chuyện đấy, bài thơ đấy nó bị cắt thành nhiều đoạn rồi. Còn khi tôi đọc lại một lần là để sau khi tiếng trống tùng một cái thì cái văn bản này nó trọn vẹn trong tâm trí các em. Các em lại đọc lại toàn bài này một lần nữa, cái chỉnh thể của cái văn bản ấy in đậm trong tâm trí các em. Thế còn các em trả lời được câu hỏi mà cô nêu thêm thì càng tốt, là như thế nhá. Thế còn tại sao là như tôi nói là đọc luyện đọc lại không phải là đọc hiểu, không phải là đọc diễn cảm nhé, có càng tốt, còn không phải là cái mục đích chính đâu. Còn diễn cảm thì với lớp 5 rồi, diễn cảm có thể ngay khi đọc trong nhóm hay là đọc trước lớp. Giáo viên đọc mẫu chẳng hạn, hoặc một học sinh, một hai ba học sinh đọc nối tiếp cái câu chuyện trước lớp chẳng hạn, thì giáo viên hôm nay, hôm sau cô không đọc mẫu nhá, nhưng cô sẽ bảo cái bài này có ba đoạn này, cô nhờ ba em về, em này đọc cái đoạn này cho cô, em này đọc, ở nhà đọc trước đi, để đến lớp các em đọc nó lưu loát, nó không vấp váp. Thế thậm chí là cô còn hướng dẫn các em là cái chỗ này các em nhấn giọng cho cô nhé, đúng không nhỉ? Chỗ kia các em đọc diễn cảm thế này nhé. Tức là đã đọc là diễn cảm luôn được rồi, đúng không ạ? Không nên nhất thiết là This meeting is being recorded. Đến tận cuối giờ mới biết đọc diễn cảm. Một điều nữa là cái đọc diễn cảm này nó không phải là diễn, đúng không? Các em hiểu đến đâu các em sẽ đọc đến đấy, theo cái cảm nhận các em. Chứ còn các em không hiểu gì mà các em cứ diễn cảm cũng không có tác dụng gì đâu nhé. Còn khi các em đã hiểu rồi, các em đã xúc động rồi, các em đã yêu thích rồi, các em đã thấy hay rồi, các em tự khắc biết là gì ạ? Đọc với giọng như thế nào. Bởi vì là các em nghe rồi, các em xem phim rồi, các em luyện đọc suốt từ 4 năm trước rồi thì các em sẽ làm được. Đấy, thì nói về cái quy trình đọc là như thế nhá. Thế còn đối với luyện từ và câu đấy, luyện từ và câu thì nhớ là cứ để các em làm bài tập như cái tiết hôm nay nhá. Sai đâu bắt đầu cô mới sửa, hoặc cô mới hỏi. Đấy, nắng ngủ ở đâu? Thế cô đại từ nghi vấn là ở đâu ạ? Thế xem nào, có từ ở, có phải đại từ nghi vấn không? Đúng không nhỉ? Đâu mới là câu hỏi chứ, đúng mới là hỏi chứ, mới là thắc mắc chứ nhá. Ví dụ như thế ạ. Thế buổi sáng chúng ta đã tìm hiểu chung về chương trình này, về đại thể của sách giáo khoa rồi này, cấu trúc bài học, cấu trúc sách rồi này, rồi mạch luyện từ vào câu và mạch đọc rồi. Thế bây giờ mời các thầy cô nghỉ ạ. Chiều chúng ta sẽ bắt đầu từ 1:30, chúng ta sẽ tìm hiểu về viết. Như tôi nói là nội dung viết có nhiều thay đổi đấy. Và về nói và nghe cũng như là đánh giá nhé, đánh giá cái năng lực học sinh như thế nào theo chương trình và sách giáo khoa mới. Cảm ơn các thầy cô đã chú ý lắng nghe. Xin tạm biệt.